Chương 2480, ngươi cho rằng ta là đang đùa giỡn. Ngươi là ai? Tử Dương Kinh Vân bị Tiêu Phàm một bàn tay tung bay, trong lòng hít một hơi lạnh, một loại tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người tát một phát, nhưng lại dám giận không dám nói. Vừa mới hai người chính diện giao phong, hắn một kích bị thua, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không còn loại kia cao cao tại thượng bộ dáng, có chỉ còn lại sợ hãi. Quân công bảng đệ tứ 17, liền chỉ có dạng này thực lực, người cái này quân công chị đều là cướp tới sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân, khịt mũi coi thường nói. Tử Dương Kinh Vân phẫn nộ vô cùng, hắn biết rõ, bản thân lần này thật đá trúng thiết bản. Chỉ là hắn nghĩ không ra, trước mắt người rõ ràng là Huyền Nguyệt cổ vực a, Huyền Nguyệt cổ vực thiên tài hắn đều nhận biết, ở trong ấn tượng của hắn, căn bản không có Tiêu Phàm lần này kêu thiên tài nhân vật a. Ta chính là Tử Dương Kinh Vân, ca của ta là Tử Dương Kinh Hồng. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm ung dung đi tới, Tử Dương Kinh Vân vội vàng nói ra. Cái này cùng ta muốn giết ngươi có quan hệ gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt bên trong tràn đầy coi thường. Từ Tử Dương Kinh Vân muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm thời điểm bắt đầu, ở trong mắt Tiêu Phàm, Tử Dương Kinh Vân đã là một cái người chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới, hắn không giết người, người liền muốn giết hắn, nếu là chính hắn không bằng người, cũng đồng dạng phải chết, Tiêu Phàm xuất thủ căn bản không có bất kỳ do dự nào. Cái gì Tử Dương Kinh Hồng, cái gì Tử Dương cổ vực, cùng hắn Tiêu Phàm muốn giết Tử Dương Kinh Vân có gì liên quan? Ta muốn giết ngươi, đừng nói ca của ngươi, liền là ngươi tổ tông đến, đều vô dụng. Tê đoàn người nghe được lời này, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ như thế nào nghe không ra, Tiêu Phàm căn bản không sợ cái gì Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương Kinh Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chậm rãi hướng cửa thành thối lui, quát to, nhanh, mở ra cửa thành. Hiện tại, hắn chỉ muốn trốn vào Đế Huyết Thành, vừa mới giao thủ, hắn bị Tiêu Phàm bại trong chớp mắt, cũng làm cho hắn ý thức đến Tiêu Phàm đáng sợ, đối phương tuyệt đối có đầy đủ thực lực giết hắn. Ai dám mở cửa thành, ta liền giết ai. Tiêu Phàm lạnh lùng quét cửa thành phương hướng một cái. Nguyên bản hai cái kia tướng sĩ đứng ở trong cửa thành, tùy thời chuẩn bị mở ra cửa thành, có thể nghe được Tiêu Phàm lời nói, bỗng nhiên run một cái, nhanh chóng hướng về trong thành bỏ chạy. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn xem Tử Dương Kinh Vân chết, hiển nhiên là chạy đi Đế Huyết Thành bên trong gọi người. Ngươi, ta thế nhưng là Tử Dương cổ vực Tử Dương gia tộc người, ngươi muốn giết ta, cần phải hiểu rõ. Tử Dương Kinh Vân giờ khắc này thật sợ hãi. Tiêu Phàm cái kia đen kịt con ngươi, nhưng hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi. Vừa mới ta đã hỏi, nơi này có thể giết người, liền đầy đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, đưa tay chính là một chưởng đánh ra, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Ầm ầm, đáng sợ uy áp bao phủ mà ra, hướng về Tử Dương Kinh Vân nghiền ép mà đi, hư không ầm ầm không dứt, thần lực ba động sôi trào bành trướng. Ngăn hắn lại cho ta. Tử Dương Kinh Vân cũng đã mất đi cùng Tiêu Phàm ngạnh kháng dũng khí, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Đế Huyết Thành cửa thành đóng, hắn là không thể nào từ nơi này tiến nhập, mà phía trên lại là có trận pháp cách trở, muốn vượt qua tường thành đi qua, càng thêm không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất đường lui, liền là đào tẩu. Kinh Vân công tử trốn, đoàn người trợn tròn mắt, Tử Dương Kinh Vân biết bao cường đại, giờ phút này dĩ nhiên chạy trốn. Ngay sau đó, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, người kia là ai, làm sao lại như vậy cường đại. Muốn chạy trốn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, giống như một đầu khát máu dã thú, bỗng nhiên nhào tới. Tiêu Phàm tốc độ biết bao tấn mãnh, há lại Tử Dương Kinh Vân có thể so sánh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền ngăn cản Tử Dương Kinh Vân đường đi, một chỉ điểm nhẹ mà ra, một đạo kim quang từ hắn giữa ngón tay nở rộ, nháy mắt chui vào Tử Dương Kinh Vân thể nội. Không đợi Tử Dương Kinh Vân phản kháng, Tiêu Phàm lại điểm đến mấy lần, Tử Dương Kinh Vân thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Tê đoàn người nhìn thấy, hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Tử Dương Kinh Vân bại, hơn nữa bại như thế triệt để. Đoàn người hoảng sợ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đây chính là Tử Dương Kinh Vân a, thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, liền bị cái này hắc bào thanh niên một chưởng đánh bay. Công tử, Tử Dương Kinh Vân cấp dưới nhìn thấy, toàn lực giải khai Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương ngăn cản, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, có hai người lấy lui làm tiến, đi vòng hai người, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, nhìn thấy hai người đánh tới, hai mắt quét ngang, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, hoành không quét qua mà ra. Phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, ở tất cả kinh hãi ánh mắt bên trong, hai người kia đầu bỗng bay lên, hai mắt trợn thật lớn, chỉ cảm giác cổ trở nên lạnh lẽo. Hai người vượt quá bản năng cúi đầu nhìn lại là không có nhìn thấy bản thân thân thể, hậu phương, hai đạo cột máu từ hai người trên cổ phun ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Ta chết, đây là hai người trong đầu cái thứ nhất ý nghĩ, có thể không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí, đem hai người đầu lâu xoắn thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Gần như đồng thời, hai người thân thể cũng bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập ở không trung. Giờ khắc này, khắp nơi im ắng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mới vừa từ phế tích bên trong đứng dậy Tử Dương Kinh Vân vừa mới bắt gặp một màn này, con người kịch liệt co rụt lại, đây chính là hắn hai cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ a, dĩ nhiên như vậy thì chết. Mạnh, không phải bình thường mạnh, người này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ như thế đáng sợ? Huyền Nguyệt cổ vực làm sao sẽ xuất hiện dạng này biến thái nhân vật? Mọi loại nghi hoặc xuất hiện ở Tử Dương Kinh Vân cùng đoàn người trong đầu, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và kính sợ. Tử Dương Kinh Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, co cẳng liền chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể bỗng cắm ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ, thân thể ta? Tử Dương Kinh Vân lộ ra hoảng sợ, hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên điều động không được thần lực. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ hãi nói, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên bản ta cho ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi không hề bận tâm, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn dâng lên. Cơ hội, Tử Dương Kinh Vân nháy mắt nhớ tới trước đó Tiêu Phàm đối với hắn nói cái kia ba câu nói. Đệ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Đệ nhị, dập đầu nhận lầm. Đệ tam, về sau đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ngay từ đầu, Tử Dương Kinh Vân coi là Tiêu Phàm đang nói đùa, có thể chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm lại là nghiêm túc. Bất quá, Tử Dương Kinh Vân nghĩ đến Tiêu Phàm trên người mình động tay chân, hắn cũng nới lỏng khẩu khí, mặt âm trầm nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi cũng không cần ở trên người ta động tay chân, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lời này vừa nói ra, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương thần sắc cổ quái, tiểu tử này còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cùng hắn nói đùa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng thiếu chút cười ra, nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân nói, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm hồng từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, xông thẳng Tử Dương Kinh Vân mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay, lúc này, một tiếng quát như sấm từ Đế Huyết Thành bên trong truyền đến, ngay sau đó cửa thành mãnh liệt mở ra, mấy cỗ cường hoành khí tức hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Đại ca, cứu! Tử Dương Kinh Vân kêu to, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là lời còn chưa dứt, đạo kia kiếm hồng nháy mắt xuyên thủng Tử Dương Kinh Vân mi tâm, hắn cả người hoàn toàn ngốc trệ tại đó, con người chấn động một cái, tràn đầy hoảng hốt và không cam lòng. Chương 2481, Tử Dương Kinh Hồng. Phù phù, Tử Dương Kinh Vân thân thể hướng về hậu phương ngã xuống, con người kịch liệt thu hẹp, đều là ý sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ còn duy trì cuối cùng một khắc kia tiếu dung, cực kỳ quỷ dị. Hắn sở dĩ sợ hãi, là bởi vì cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà sở dĩ kinh hỉ, là bởi vì có người chạy đến cứu hắn, chỉ là, căn bản không có đi cứu hắn. Tới chết, Tử Dương Kinh Vân cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ thua ở Đế Huyết Thành cửa thành. Nếu như có thể làm lại, Tử Dương Kinh Vân khẳng định sẽ hối hận hôm nay đi chào phúng một người xa lạ, nói như vậy, hắn cũng liền không cần chết. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem cửa thành. Tử Dương Kinh Vân chết, đoàn người trong lòng rung động kịch liệt lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh khủng, đây chính là Tử Dương Kinh Vân a, hắn dĩ nhiên trực tiếp giết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, đây chính là đắc tội Tử Dương cổ vực a, vẫn là nói, hắn liền Tử Dương cổ vực còn không sợ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có lớn như vậy địa vị hay sao? Rất nhiều người hồi tưởng lên Tiêu Phàm trước đó lời nói, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Bọn họ nghe được Tiêu Phàm nói ra những cái kia lời nói, còn tưởng rằng hắn là đồ đần, nhưng bây giờ mới phát hiện, Tiêu Phàm là thật muốn xác định, nơi này có phải hay không có thể giết người. Thần tử, hắn dĩ nhiên giết Tử Dương Kinh Vân. Đám người bên trong, có mấy người mặc hắc bào tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, những cái này người không phải kẻ khác, thực sự là lấy Thần Vô Tâm cầm đầu Tu La tộc người. Thần Vô Tâm cũng là kinh ngạc vô cùng, đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn không có hoài nghi, có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân không nói chơi. Có thể mấu chốt là, Tiêu Phàm dũng khí, thật hù dọa hắn. Liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết, nếu như là đánh với hắn, chẳng phải là cũng dám giết hắn Thần Vô Tâm. Kẻ này rốt cuộc là người nào? Thần Vô Tâm trong lòng trầm ngâm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, trong lòng lạnh giọng nói, vô luận hắn là ai, đều phải chết. Hỗn trướng, một tiếng quát như sấm đem tất cả mọi người bừng tỉnh, lại là nhìn thấy mười mấy người trùng trùng điệp điệp từ Đế Huyết Thành vọt tới, cầm đầu một cái tử bào thanh niên, sát khí nặng nề nhìn về phía Tiêu Phàm. Tử bào thanh niên phong thần như ngọc, một đầu đen kỳ tóc trong gió bay lên, lộ ra một cỗ khó có thể nói rõ bá khí, trên người nở rộ khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Là Tử Dương Kinh Hồng, đoàn người kinh kêu ra tiếng, nhận ra người tới, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Tử Dương Kinh Hồng dĩ nhiên đích thân đến, Tiêu Phàm cũng mặc kệ hắn cái gì Tử Dương Kinh Hồng, dù sao tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có thể là cổ thần cảnh tu sĩ, thời gian ngắn như vậy, khẳng định không ai có thể đột phá thần vương cảnh. Chỉ cần không phải thần vương cảnh, Tiêu Phàm liền không sợ hãi, huống chi, cho dù là đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ, hắn cũng muốn đi, cũng không ai có thể ngăn được. Tử Dương Kinh Hồng lách mình xuất hiện ở Tử Dương Kinh Vân trước thi thể, thần lực điên cuồng tràn vào Tử Dương Kinh Vân thể nội. Không cần nhìn, ta giết người chết, không người nào cứu được. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Đoàn người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này, thật đúng là không phải bình thường phách lối. Dám giết ta Tử Dương gia tộc người, người một vạn cái mạng đều không đủ lấp. Tử Dương Kinh Hồng giữ tợn con ngươi, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Giết hắn cho ta, bỗng nhiên. Tử Dương Kinh Hồng vung cánh tay lên một cái, sau lưng mười mấy người, còn có Tử Dương Kinh Vân mấy cái kia cấp dưới, toàn bộ đều điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Đều giết a! Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, mà là thản nhiên nói. Đều giết a! Lời nói mười phần bình tĩnh, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, có thể lời này nghe ở đoàn người trong tai, lại như sấm nổ kinh người. Chẳng lẽ tiểu tử này, liền Tử Dương Kinh Hồng đều không buông tha sao? Vẫn là nói hắn thực lực, thật có thể giết chết Tử Dương Kinh Hồng. Giết, Bạch Ma cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp xuất thủ, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm ngăn cản hắn, là không chuẩn bị giết chết Tử Dương Kinh Vân. Có thể không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế quyết đoán, cái này khiến Bạch Ma cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, kỳ thật cho dù Tiêu Phàm không động thủ, hắn Bạch Ma cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Tử Dương Kinh Vân. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Bạch Ma coi như muốn phản kháng đều không được, bất quá giờ phút này, hắn cũng căn bản không nghĩ phản kháng, mà là thật muốn diệt những người này. Không giết những người này, về sau đoán chừng cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ nhảy đi ra, đến lúc đó ngược lại sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Về phần Lôi Viêm Vương, cũng không có bất kỳ do dự nào, hắn thực lực, vốn liền không nhìn những người này, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hắn tự nhiên không chỗ nào cố kỵ. Tiêu Phàm tĩnh bình tĩnh đứng tại đó, u lãnh con người nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng, tựa như đang đợi Tử Dương Kinh Hồng xuất thủ. Về phần Tử Dương Kinh Hồng những cái kia thuộc hạ, Tiêu Phàm căn bản không có xuất thủ ý tứ, hắn tin tưởng, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương sẽ làm được hắn muốn kết quả. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương hai người đại sát tứ phương, cái gì cổ thần cảnh đỉnh phong, ở trước mặt hai người, đều giống như gà đất chó sành, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Một màn này, hoàn toàn thấy choáng bốn phía tu sĩ, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương thực lực, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, thì có mấy người chết ở Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương trong tay. Cứ tiếp như thế, đoán chừng nếu không bao lâu, Tử Dương Kinh Hồng những cái này thuộc hạ, đoán chừng đều sẽ chôn xương nơi đây. Chết, Tử Dương Kinh Hồng rốt cục nhìn không được, trong tay xuất hiện một tòa linh lung tiểu tháp cả người hiện lên tử sắc, tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế. Chỉ thấy Tử Dương Kinh Hồng đưa tay vung lên, linh lung tiểu tháp bỗng nhanh chóng phóng đại, tử sắc quang mang hừng hực. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, linh lung tiểu tháp biến thành 10 trượng lớn nhỏ, từ không trung hung hăng hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Pháp bảo, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, loại uy thế này, tuyệt đối là pháp bảo không thể nghi ngờ. Cỗ kia uy áp, chấn động đến Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng, sắc mặt trướng đỏ bừng, hắn còn là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến chân chính pháp bảo uy áp. Trên người hắn ngoại trừ Tu La Kiếm bên ngoài, ngược lại là có một cái pháp bảo, kia chính là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trong tay đoạt lại Định Hư Đỉnh. Chỉ là một khi sử dụng Định Hư Đỉnh, liền sẽ bại lộ chính hắn thân phận, cho nên Tiêu Phàm căn bản là không có nghĩ tới sử dụng Định Hư Đỉnh. Kinh Hồng Linh Tháp, đoàn người kinh hô lên tiếng, kinh ngạc nhìn xem tòa kia to lớn tử sắc linh lung tháp, trong mắt đều là chấn động. Người này nguy hiểm, coi như hắn có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân, nhưng là tuyệt đối không phải Tử Dương Kinh Hồng đối thủ. Tin đồn, Kinh Hồng Linh Tháp nương theo lấy Tử Dương Kinh Hồng mà sinh, cho nên hắn mới lấy cái tên này, tháp này ở trong tay hắn phát huy uy lực, ít nhất là những người khác gấp mấy lần. Nắm giữ Kinh Hồng Linh Tháp, Tử Dương Kinh Hồng có thể xưng thần vương cảnh phía dưới tiểu vô địch A, trừ phi đối thủ đồng dạng nắm giữ cường đại pháp bảo, nếu không chỉ có bị đánh giết phần. Đoàn người cảm khái Kinh Hồng Linh Tháp uy áp, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng là Tử Dương Kinh Hồng đối thủ. Cái này pháp bảo cũng không sai, nếu như có thể làm việc cho ta, đó là không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, rất có bình phẩm từ đầu đến chân ý tứ. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, tử đáo lâm đầu, tự nhiên còn đánh Kinh Hồng Linh Tháp dự định. Đừng nói ngươi có thể hay không cướp được Kinh Hồng Linh Tháp, hiện tại ngươi đều chưa hẳn có thể sống sót đây. Mắt thấy Kinh Hồng Linh Tháp sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi tử huyết sắc yêu dị trường kiếm, thân thể đạp không mà lên, trực tiếp đón lấy không trung Kinh Hồng Linh Tháp. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này, sẽ không cuồng vọng đến muốn theo Kinh Hồng Linh Tháp cứng đối cứng A. Chương 2482, tùy thời phụng bồi. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng ai cũng không cho rằng hắn có cùng Tử Dương Kinh Hồng cứng đối cứng thực lực, nhất là Tử Dương Kinh Hồng còn sử dụng Kinh Hồng Linh Tháp. Nhìn thấy Tiêu Phàm cầm kiếm thẳng hướng Kinh Hồng Linh Tháp, đại bộ phận người đều lộ ra khinh thường người, đây quả thực liền là trứng gà đụng thạch đầu, không có bất kỳ phần thắng nào. Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy, trên mặt cũng hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh, hắn tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm kiếm trong tay bị Kinh Hồng Linh Tháp vỡ nát, Tiêu Phàm tức thì bị đánh giết một màn. Nhưng mà, bang một tiếng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay yêu dị tử huyết sắc trường kiếm, dĩ nhiên cùng Kinh Hồng Linh Tháp đụng vào nhau, phát sinh bén nhọn kim thạch giao kích thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Tu La kiếm cùng Kinh Hồng Linh Tháp ma sát sinh ra tiếng hét lớn, càng làm cho rất nhiều người màng nhĩ chảy ra máu tươi, cách nhau khá gần tu sĩ, hoàn toàn bị thần lực ba động tung bay. Chặn lại, đoàn người kinh ngạc nhìn xem không trung, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Đây chính là đại danh lừng lẫy Kinh Hồng Linh Tháp A, lại bị một thanh kiếm chặn lại. Bảo kiếm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn người nháy mắt nghĩ tới một chữ, cái kia hắc bảo thanh niên kiếm trong tay, không phải phàm phẩm, mà là một chuôi chân chính bảo kiếm, cùng Kinh Hồng Linh Tháp một dạng, đồng dạng là pháp bảo. Cũng chỉ có pháp bảo, mới có thể nhẹ nhõm ngăn trở Kinh Hồng Linh Tháp. Tử Dương Kinh Hồng trên mặt Tiếu Dung ngưng kết tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến, cái này không nổi danh tiểu tử, dĩ nhiên chặn lại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Kinh Hồng Linh Tháp. Oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm chán phóng một đạo huyết quang, Kinh Hồng Linh Tháp tức khắc bay ngược mà ra, Tử Dương Kinh Hồng thân hình lui về phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Tử Dương Kinh Hồng sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, có thể nắm giữ pháp bảo, nghĩ đến người này tuyệt đối bất phàm, khó trách dám không kiêng nể gì cả giết chết hắn đệ đệ. Chỉ là nhìn Tiêu Phàm mặc vào, hình như là Huyền Nguyệt cổ vực người, Huyền Nguyệt cổ vực thiên tài hắn đều có hiểu rõ, bất quá hắn hoàn toàn nghĩ không ra, có Tiêu Phàm cái này nhân vật. Ngươi không tư cách biết rõ. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, còn người hữu ý vô ý quét nơi xa một cái, trong lòng hơi hơi trầm xuống, cái này Đế Huyết Thành quả nhiên có thần vương cảnh cường giả. Giờ phút này, Tiêu Phàm ánh mắt chỉ một cái nơi hẻo lánh, có hai đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, nếu như không phải mắt thường bắt, căn bản nhìn không thấy hai người tồn tại. Hướng lão, chúng ta có vẻ như bị phát hiện, trong đó một người mặc hôi sắc trường bào lão giả hơi hơi ngoài ý muốn nói, cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, hắn toàn thân có chút không được tự nhiên. Một cái khác hắc bào lão giả hơi nhíu mày, khó nén trong mắt vẻ ngoài ý muốn, bọn họ tự nhận là ẩn tàng rất tốt, có thể không nghĩ đến bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử phát hiện. Hai người tựa như làm việc trái với lương tâm đồng dạng, trên mặt nóng bỏng đau. Huyền Nguyệt cổ vực dĩ nhiên còn có nhân vật bậc này, lão hủ nguyên bản coi là ra một Nguyệt Thiên Huyền cũng đã không tệ. Hắc bào lão giả hướng lão ánh mắt lấp lóe nói, hướng lão, người hẳn là động lòng yêu tài. Hồi bào lão giả kinh ngạc nhìn xem hắc bào lão giả. Có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân không tính cái gì, cùng Tử Dương Kinh Hồng không phân sàn nhau cũng không tính cái gì, chờ hắn có thể cùng ta Vạn La Đế vực hào kiệt tranh phong lại nói. Hướng lão lại là lắc lắc đầu, hiển nhiên Tiêu Phàm thực lực còn không vào hắn pháp nhãn. Nghe được Vạn La Đế vực hào kiệt những cái này chứ, Hồi bào lão giả thần sắc nghiêm lại, không dám có bất luận cái gì khinh miệt chi tâm, nói, đại thiếu bọn họ đoán chừng đã nhanh đến đế huyết nhai đi. Hướng lão trầm mặc không nói, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trong con ngươi lại lóe qua một vòng chờ mong. Hướng lão, cái kia người này xử lý như thế nào, Tử Dương cổ vực bên kia sợ là không tiện bàn giao. Hồi bào lão giả ngưng tiếng nói, bàn giao, hắn Tử Dương cổ vực dựa vào cái gì nhường lão hủ bàn giao. Hướng lão bá khí hung hăng nói, ngôn ngữ bên trong đều là vẻ khinh thường. Thuộc hạ nói bừa, hồi bào lão giả vội vàng nói ra. Hướng lão khoát khoát tay, nói, không sao. Lão Vu a, những ngày qua, nên người tới cũng hẳn là tới đông đủ, người liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ a. Vâng, hồi bào lão giả trịnh trọng gật gật đầu, thoại âm rơi xuống, hai người bỗng biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Tiêu Phàm một câu ngươi không có tư cách biết rõ, nhưng đối diện Tử Dương Kinh Hồng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn Tử Dương Kinh Hồng cỡ nào thiên kiêu, phóng tầm mắt Vạn La Đế vực cấp dưới trên trăm địa vực, cũng là xếp hàng trên nhân vật, làm sao có thể liền một cá nhân danh tự đều không tư cách biết rõ. Đoàn người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường phách lối, dám cùng Tử Dương Kinh Hồng như thế nói chuyện. Muốn chiến liền chiến, ta không nhiều như vậy thời gian chơi với ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Tử Dương Kinh Hồng một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương. Giờ phút này hai người đang giết điên cuồng, Tử Dương Kinh Hồng thuộc hạ chết 7-8 cái, mặt khác mấy cái cũng tràn ngập nguy hiểm. Dừng tay, Tử Dương Kinh Hồng biết rõ muốn giết chết Tiêu Phàm là không thể nào, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ chịu chết. Bọn họ liền vì ngươi vô tri lấp mệnh, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên hắn không có động thủ giết Tử Dương Kinh Hồng ý tứ, nhưng lại không nghĩ tới buông tha người khác. Sở dĩ không giết Tử Dương Kinh Hồng, cũng là sợ trên người hắn có thần vương pháp thân, thậm chí đại đế thần niệm, bởi vì hắn cũng không thể tùy tiện gạt bỏ Tử Dương Kinh Hồng. Ngược lại là Tử Dương Kinh Vân, Tiêu Phàm có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, hắn thể nội cho dù có thần vương pháp thân, Tiêu Phàm cũng có thể nhường hắn thi triển không ra. Tử Dương Kinh Hồng sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, lạnh lùng sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Ngươi cứu không được bọn họ, không tin, ngươi có thể thử xem. Tử Dương Kinh Hồng vừa mới phóng ra một bước, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại, nhàn nhạt phun ra một câu. Đoàn người lần nữa trợn tròn mắt, tiểu tử này là ở uy hiếp Tử Dương Kinh Hồng sao? Vẫn là nói hắn thực lực thật có khủng bố như vậy. Công tử, cứu chúng ta, đại thiếu, cứu ta. Tử Dương Kinh Hồng cùng Tử Dương Kinh Vân thuộc hạ ra sức gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương thực lực quá đáng sợ. Phốc phốc, từng đạo giòn vang truyền ra, những cái kia cổ thần cảnh cơ hồ chỉ có bị Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương đổ sát phần. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả mọi người hoàn toàn bị chém giết, nồng đậm xương máu tràn ngập ở hư không, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, câm như hến. Tử Dương Kinh Hồng nắm đấm nắm chặt, gần như muốn bóp ra máu, mắt hắn trợn nhìn xem hắn người ngã xuống, thẳng đến cái cuối cùng người bỏ mạng, hắn vẫn như cũ không có xuất thủ. Đoàn người chỉ cảm giác trong lòng tê dại một hồi, vì những cái kia chết đi người cảm thấy có chút không đáng. Tử Dương Kinh Hồng rõ ràng có thể làm cái gì, có thể cuối cùng lại cái gì cũng không làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình người bị giết. Bọn họ không biết là, Tử Dương Kinh Hồng căn bản là không động được, hắn bị Tiêu Phàm khí cơ khóa chặt, cỗ kia khí thế, nhưng hắn có loại hãm sâu bùn trẻ cảm giác. Nếu như chọc giận Tiêu Phàm khẳng định liền hắn đều không buông tha. Cũng không phải hắn cho rằng Tiêu Phàm có thể giết chết hắn, mà là hắn không muốn bại lộ bản thân át chủ bài, chết đi những người này, ở trước mặt hắn, căn bản không tính cái gì. Nói câu không dễ nghe, những người này vốn chính là đưa cho hắn làm bia đỡ đạn, chết cũng liền chết. Hắn cuối cùng mục đích, là xâm nhập Bách Sát Chiến Trường, thu hoạch trở thành thần vương cơ duyên, mà không phải dừng bước ở nơi này. Giết ta người, ta định để ngươi gấp 100 lần hoàn trả. Thật lâu, Tử Dương Kinh Hồng mới lạnh lùng phun ra một câu, ở trong lòng hắn, Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Tùy thời phụng bồi, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thu liễm khí thế, dậm chân hướng về Đế Huyết Thành bên trong đi đến. Đoàn người chỗ nào còn dám ngăn cản, vội vàng nhường ra một con đường, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Chương 2483, thế cục. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Phàm nghênh ngang đi vào Đế Huyết Thành, hắn biết rõ, đi qua vừa mới sự tình, hẳn không có cái gì không có mắt dám đến tìm hắn phiền toái. Làm Tiêu Phàm bóng lưng biến mất ở cuối con đường, đoàn người cái này mới lấy lại tinh thần, mà Tử Dương Kinh Hồng từ lâu không thấy bóng dáng. Đoàn người cũng biết rõ, Đổi lại là bọn họ, trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ bị người sát quang, đoán chừng cũng không có bất luận cái gì mặt mũi lại lưu ở nơi này. Thần tử, người này thật như vậy cường đại, liền Tử Dương Kinh Hồng đều bị kinh hãi. Đám người bên trong, Tu La tộc một cái tu sĩ truyền âm nói. Không phải hắn quá mạnh, cũng không phải Tử Dương Kinh Hồng bị kinh hãi, mà là Tử Dương Kinh Hồng không muốn bại lộ tất cả thủ đoạn mà thôi, cái này Đế Huyết Thành, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thần Vô Tâm lắc đầu, vậy hắn liền trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ bị giết sao? Một cái khác Tu La tộc tu sĩ nói, bọn họ vốn liền là pháo hôi, chết một nhóm, còn có một nhóm. Thần Vô Tâm lơ đễnh nói, 6 cái Tu La tộc tu sĩ không có trả lời, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi mỗi người đều là bất tử chi thân, lo lắng cái gì? Thần Vô Tâm nhìn ra mấy người trong lòng lo lắng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì thần tử đại nghiệp, chúng ta sẽ không tiếc. 6 người một cái cơ linh, vội vàng biểu hiện trung tâm. Trước cùng ta vào thành, lần này, muốn giết chết hắn, đoán chừng càng thêm dễ dàng. Thần Vô Tâm hài lòng gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát cơ. Công tử là muốn liên thủ Tử Dương Kinh Hồng. 6 người ánh mắt sáng lên. Thần Vô Tâm không có trả lời, hiển nhiên xem như chấp nhận. Mà lúc này, Đế Huyết Thành cửa thành phát sinh tất cả nháy mắt truyền ra đến, nghiền sát Tử Dương Kinh Vân, bại lui Tử Dương Kinh Hồng sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm những cái này, bọn họ 3 người đi vào Đế Huyết Thành, tùy ý tìm một gian tử lâu, tuyển một cái 10 phần không đáng chú ý gần cửa sổ nơi hẻo lánh tọa hạ. Tiêu Phàm bọn họ trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này bách sát chiến trường, 1000 năm mở ra một lần, có thể Đế Huyết Thành bên trong công trình lại cùng ngoại giới thành chỉ không có cái gì khác nhau. Bất quá mới tới Đế Huyết Thành, bọn họ tự nhiên muốn đem nơi này quy củ tìm hiểu rõ ràng, đừng đến lúc đó bị người tính kế mà hồn nhiên không biết. Mấy vị khách quan, xin hỏi cần chút gì? Một cái tiểu nhị đi tới, một mặt hòa khí nhìn xem Tiêu Phàm 3 người nói, khi thấy một bên Bạch Ma lúc, đáy mắt lóe qua một vòng dị sắc. Giờ phút này Bạch Ma, cũng đã biến thành 1 mét lớn nhỏ, nhìn qua không uy phong như vậy, nhưng ở nơi này cơ hồ chỉ có nhân tộc Đế Huyết Thành, vẫn là 10 phần dễ thấy. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lôi Viêm Vương liền lấy ra một mai càn khôn giới ném cho tiểu nhị nói, chúng ta mới đến, cho chúng ta nói một chút cái này Đế Huyết Thành quy củ. Có ngay, tiểu nhị quét trong càn khôn giới một cái, tức khắc nét mặt tươi cười như hoa, Đế Huyết Thành quy củ không nhiều, chỉ là nội thành không cho phép chém giết, nếu không sẽ chụp tới quân công trị, mấy vị gia muốn biết rõ cái gì, tiểu nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Điểm này Tiêu Phàm bọn họ cũng đã rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không ở cửa thành giết Tử Dương Kinh Hồng. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, cái này Đế Huyết Thành là Tử Dương cổ vực chiếm lấy sao? Làm sao có thể, Tử Dương cổ vực mặc dù cường đại, nhưng còn không đủ để chiếm lấy cả tòa Đế Huyết Thành. Tiểu nhị nghĩ đều không nghĩ liền nói, chắc chắn mấy vị gia là vừa mới vào thành gặp được Tử Dương gia tộc người A, Đế Huyết Thành hết thảy có 4 tòa cửa thành, bị 4 đại cổ vực chiếm cứ. Ngoại trừ Tử Dương cổ vực bên ngoài, còn có Huyền Nguyệt cổ vực, Huyết U cổ vực cùng Thái Võ cổ vực, phàm là vào thành người, đều phải hướng bọn họ giao nạp thần thạch. Đương nhiên, Vạn La Đế vực người ngoại lệ, dù sao, cái này 4 đại cổ vực vốn liền lệ thuộc về Vạn La Đế vực, bọn họ không dám làm khó Vạn La Đế vực người. Nói đến đây, tiểu nhị trên mặt lóe qua một tia ngạo nhiên, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn liền là Vạn La Đế vực tu sĩ. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nhìn đến, bản thân vẫn sẽ gặp gỡ Huyền Nguyệt cổ vực người A. Các ngươi cái này từ lâu là một mực mở ở bách sát chiến trường sao? Tiêu Phàm lại hỏi, cái này tiểu nhị rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, dựa theo lẽ thường tới nói, là không thể nào tiến vào bách sát chiến trường. Không phải, nhỏ là Vạn La Đế vực người, ở bách sát chiến trường mở ra trước đó, trước giờ 3 năm tiến nhập nơi đây, vì thiên hạ tu sĩ cung cấp viện trợ. Tiểu nhị giải thích nói, ta nhớ kỹ Thái cổ vực là cổ gia người A. Tiêu Phàm buồn bực nói, vừa nhắc tới cổ gia, Tiêu Phàm liền nhớ tới Cổ Nhược Trần, một mực không tranh quyền thế Cổ Nhược Trần đột nhiên muốn tiến vào bách sát chiến trường, 89 phần 10 cùng Thái Võ cổ vực có quan hệ. Không sai, cổ gia Vạn Bảo Các, cho dù phóng tầm mắt Vạn La Đế vực, cũng là đứng hàng tên hiệu buôn, Đế Huyết Thành đều có Vạn Bảo Các phân các. Tiểu nhị 1510 nói ra, đột nhiên, hắn con người liếc nhìn lấy tứ phương, nhìn thấy 4 phía không người, lập tức nói nhỏ, mấy vị gia, các ngươi nếu như gặp gỡ cái khác tam đại cổ vực người còn khá một chút, nếu như gặp gỡ Huyết U cổ vực người, nhất định muốn cẩn thận. A, tại sao? Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này huyết u cổ vực còn có lớn địa vị hay sao? Các ngươi không biết huyết u cổ vực là tu la tộc a, bọn họ mặc dù là nhân tộc, nhưng thể nội huyết mạch thiên sinh hàm chứa lệ khí, bọn họ những người này đều khó nghe lời nói. Tiểu Nhị hít sâu một cái nói, trong giọng nói đều là kiêng dè. Tu la tộc, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên Thần Vô Tâm. Lập tức trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, bản thân thứ nhất bách sát chiến trường, liền đắc tội huyết u cổ vực cùng Tử Dương cổ vực, nếu như bị người nhận ra thân phận, đoán chừng Huyền Nguyệt cổ vực người cũng sẽ không buông tha bản thân. Về phần Thái Võ cổ vực, cũng ẩn ẩn nhường hắn cảm thấy có chút bất an, hắn luôn cảm giác Cổ Nhược Trần cùng Cổ gia cũng không phải mặt ngoài đơn giản quan hệ. Nếu như Cổ Nhược Trần cùng Thái Võ cổ vực người trở mặt, vậy hắn Tiêu Phàm nhất định là sẽ đứng ở Cổ Nhược Trần một phương. Kể từ đó, chẳng phải là bản thân có thể cùng tứ đại cổ vực là địch. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm cũng cảm giác áp lực, nếu là cổ thần cảnh còn tốt, một phần vạn tứ đại cổ vực có thần vương cảnh cường giả tiến vào, vậy liền phiền toái. Đúng rồi, sư tôn thân làm Tu La Vương tộc tộc trưởng, hẳn là cũng là đến từ cái kia huyết u cổ vực, nhìn đến, có thời gian muốn đi một chuyến huyết u cổ vực mới được. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần Vô Tận mặc dù chết rồi, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là muốn đi Thần Vô Tận gia tộc nhìn xem, dù sao, Thần Vô Tận liền chết thời điểm, đều còn đang vì các ngươi tộc suy nghĩ. Mấy vị gia, còn có vấn đề khác a, muốn hay không ăn chút uống chút? Tiểu Nhị thanh âm đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Cái cuối cùng vấn đề, quân công bài ở cái kia nhận lấy. Tiêu Phàm lại hỏi, mấy vị gia dọc theo con đường này đi thẳng, cuối cùng liền sẽ nhìn thấy một tòa quân công điện, trong đó liền có thể nhận lấy quân công bài, chỉ cần báo danh tự cùng địa vực liền có thể. Tiểu Nhị giải thích nói. Dừng một chút, Tiểu Nhị lại nói, đúng rồi, nếu như mấy vị gia quân công chỉ có thể lên bảng, Vạn La đế vực phạm vi bên trong đều sẽ dương danh, đây chính là một cái tốt đẹp cơ hội. Vậy liền đa tạ, cho chúng ta tùy ý lên một bàn thịt rượu a. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, dương danh lập vạn, Tiêu Phàm hắn cũng không như thế nào nghĩ qua, hắn hiện tại lo lắng là U Vân phủ đám người, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đám người, nghĩ đến cũng khả năng tiến nhập Đế Huyết Thành. Không bao lâu, một bàn mỹ vị thịt rượu liền chiếm cứ lấy cả cái bàn, đi đến Tiêu Phàm bọn họ dạng này cảnh giới, đã sớm có thể thích cốc, bất quá nếu đã tới, vậy liền hảo hảo thể vị một cái bách sát chiến trường sinh hoạt, cũng coi như không uổng công chuyến này. Lan ra, còn dám đến Thần Đan Các, lão tử diệt ngươi. Đang lúc mấy người ăn như gió cuốn thời điểm, một tiếng quát lớn vang lên, băng lãnh sát khí bao phủ hư không, liền Tiêu Phàm bọn họ đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Chương 2484, miệng quá không sạch sẽ. Người nào to gan như vậy, dám ở nội thành xuất thủ. Từ lâu phía trên tu sĩ giật mình, nhao nhao đi đến bên cửa sổ, hướng về đường phố phía dưới nhìn lại, trên mặt đều là vẻ tò mò. Tiêu Phàm bị cỗ kia khí thế quấy nhiễu, trong lòng có chút khó chịu, ta ở nơi này ăn đồ vật, trêu ai ghẹo ai. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có xen vào chuyện bao đồng ý tứ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới một cái, tiếp tục thưởng thức một bàn mỹ thực. Xì xì, cái này muội tử mặc dù mặc đổ nát một chút, nhưng là dáng dấp thật là không sai, rất xinh đẹp, dáng người cũng viên mãn nở nang, nếu là có thể lấy tới trên giường, ta cam đoan có thể làm cho nàng thoải mái lật trời. Ngươi tốt nhất đóng chặt miệng, để tránh đưa tới tai vạ bất ngờ, nữ tử này cũng không phải người ta có thể ngấp nghé, hắn thế nhưng là bị Nguyệt Thiên Hạo coi trọng người. Huyền Nguyệt cổ vực tam công tử Nguyệt Thiên Hạo, làm sao có thể, tam công tử coi trọng người, làm sao có thể xuyên như thế rách nát. Đoàn người không kiêng nể gì cả thanh âm vang lên, chỉ là nâng lên Nguyệt Thiên Hạo lúc, không ít người vội vàng đóng chặt miệng, trong mắt lóe qua nồng đậm kiêng dè. Cũng khó trách bọn họ sợ hãi, cái này Đế Huyết Thành, Huyền Nguyệt cổ vực thế nhưng là chiếm cứ lấy một cái cửa thành đây, thực lực có thể nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt Thiên Hạo thân làm Huyền Nguyệt cổ vực mấy đại thiên tài một trong, tự nhiên không cho phép khinh thường, chí ít không phải những cái kia tiểu địa vực người có thể địch nổi. Nghe được Nguyệt Thiên Hạo ba chữ này, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, chậm rãi để đũa xuống, không kiên nhẫn nói, làm sao đi đến đâu đều sẽ nghe được cái tên này. Đối với Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm nhưng không có ấn tượng tốt gì, nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Đáng tiếc, lần trước hắn thực lực còn không đủ để đối phó Nguyệt Thiên Hạo, bằng không liền trực tiếp đem Nguyệt Thiên Hạo lưu lại. Từ khi lần trước sau đó, hắn liền vẫn không có cơ hội. Tiêu Phàm nghiêng đi đầu, con người hướng về đường phố phía dưới nhìn lại, một thoáng thời gian, một đạo ăn mặc rác rưởi bóng lưng lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm. Từ dáng người nhìn, đó là một cái nữ tử, ăn mặc rác rưởi hắc sắc váy dài, lộ ra một đôi thon dài mà lại trắng nõn đùi ngọc, nhìn rất nhiều nam tính tu sĩ thẳng nuốt nước bọt. Nữ tử mềm ngược lại ở mặt đất, trên lưng có từng đạo đập vào mắt kinh tâm huyết ngấn, một đầu mái tóc cũng bị nhuộm thành huyết sắc, cùng cái kia vết máu hỗn hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại máu thịt be bét cảm giác. Nguyệt Thiên Hạo lúc nào chỉ biết là khi dễ nữ nhân. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, trong lòng cực kỳ chơ chẽn Nguyệt Thiên Hạo hành vi. Ở cái kia nữ tử trước người, đứng đấy một cái khôi ngô cao lớn thanh niên nam tử hung thần ác sát nhìn xem mặt đất nữ tử, còn không đi, thật muốn lão tử động thủ hay sao? Van cầu ngươi, cho ta mượn. Nữ tử khẩn cầu mà lại khàn khàn thanh âm vang lên, lộ ra hết sức yếu ớt bất lực. Cầu hắn, không bằng van cầu tam công tử, chỉ cần ngươi trở thành tam công tử nữ nhân, chẳng những có thể cho ngươi thần đan cứu ngươi ca ca, hơn nữa người địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tam công tử nhìn lên ngươi, là ngươi ba đời tu luyện phúc phận, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiếp qua 3 ngày, ca ca ngươi có thể liền muốn độc phát thân vong, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem ca ca ngươi chết sao? Không đợi khôi ngô nam tử, rác rưởi nữ tử đứng bên người hai cái tuổi trẻ nam tử, liền âm hiểm cười lên, ngươi một lời ta một câu, ánh mắt bên trong đều là vẻ dâm tà. Cái này nữ tử thật đúng là vô tình a, thậm chí ngay cả bản thân ca ca đều không cứu. Nhìn nàng bộ dáng liền biết rõ nàng có bao nhiêu phóng đáng, vậy mà ở Thiên Hạo công tử trước mặt làm ra vẻ thuần khiết thánh nữ, ta nhổ vào. Đáng tiếc, mặc dù thiên sinh vưu vật, lại là một bộ ác độc tâm địa. Chung quanh xem trọng hí người chỉ điểm điểm, có ít người hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này nữ tử đặt ở dưới khố, hảo hảo trà đạp một phen. Chỉ là kiêng kỵ nữ tử này là Nguyệt Thiên Hạo coi trọng người, cho nên không ai dám xuất thủ. Ngươi đi đi, ta thần đan các là không thể nào cấp cho ngươi đan dược. Khôi ngô nam tử thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng không có lại động thủ xua đuổi rác rưởi nữ tử. Vì một cái nữ tử, đắc tội Nguyệt Thiên Hạo hiển nhiên là không đáng đến, hắn càng không muốn thần đan các bị Nguyệt Thiên Hạo nhớ thương. Tuy nhiên hắn cũng đồng tình cái này nữ tử, thậm chí không thể không lộ ra hung thần ác sát thần sắc, nhưng là hắn không dám duỗi viện trợ tay. Nữ tử gian nan đứng dậy, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, trên người nàng khí tức hết sức yếu ớt, sinh cơ cũng có chút tán loạn. Tiểu tử, ngươi không xuất thủ. Bạch Ma nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua phía dưới rác rưởi nữ tử, tuy nhiên hắn chơ chẽn Nguyệt Thiên Hạo hành vi, nhưng loại này sự tình, toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều đang phát sinh, hắn nghĩ quản cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ là, bản thân thật mặc kệ sao? Tam phu nhân, ngươi thời gian không nhiều lắm, ca ca ngươi thế nhưng là sắp chết. Đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, Nguyệt Thiên Hạo chó săn cười lạnh nhìn xem cái kia nữ tử nói. Ta Thanh Dạ Vũ tình nguyện chết, cũng sẽ không trở thành Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh nữ nhân. Nữ tử cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực quát ầm lên. Thanh Dạ Vũ, Tiêu Phàm đang do dự đến cùng xuất thủ hay không, đột nhiên nghe được 3 chữ này, con người bỗng nhiên biến băng lạnh. Thanh Dạ Vũ là ai? Cái kia không phải Thanh Minh muội muội a, mặc dù chỉ có vài lần duyên phận, có thể Tiêu Phàm vẫn là nhớ kỹ cái kia tịnh lệ động nhân nữ tử. Cũng không phải Tiêu Phàm đối cái này nữ tử động tình cảm, mà là đều là U Vân phủ tu sĩ, Tiêu Phàm lại có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết ở nơi này. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều, cái này nữ tử là Thanh Dạ Vũ mà nói, vậy những thứ này nhân khẩu bên trong ca ca, chẳng phải là Thanh Minh. Nguyệt Thiên Hạo đối Thanh Minh động thủ, ngày đó Võ Thần Sơn U Vân phủ những người khác đây. Làm càn, đây là người bản thân tự tìm cái chết. Nguyệt Thiên Hạo chó săn gầm thét một tiếng, nâng lên bàn tay, một bàn tay hung hăng hướng về nữ tử đánh tới. Đoàn người nhìn thấy, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đám người thần sắc không đồng nhất, có phức tạp, có đồng tình, cũng có khinh thường. Bất quá có một chút thống nhất, kia chính là làm người dám xuất thủ trợ giúp nữ tử. Một tát này xuống dưới, lấy nữ tử giờ phút này trạng thái, lại có thể chịu được. Mắt thấy cái kia to lớn bàn tay vung xuống thời khắc, nữ tử kéo căng thân thể, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Ba, một tiếng vang giòn, nữ tử thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, bởi vì nàng phát hiện, bản thân dĩ nhiên không có bị tát một phát. Làm nàng mở to mắt trong nháy mắt, một đạo hắc bào thân ảnh nháy mắt in vào nàng đôi mắt bên trong, nàng không nghĩ tới, cái này tàn khốc bách sát chiến trường, dĩ nhiên còn có người xuất thủ cứu nàng. Cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, ở trong mắt nàng, lại là cỡ nào cao lớn cùng vĩ ngạn. Đoàn người cũng bị bất thình lình một màn cho khiếp sợ đến, rất nhiều người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái kia hắc bào thanh niên trên người, ai cũng không nghĩ đến, còn có không có mắt người dám đắc tội Nguyệt Thiên Hạo. Người xuất thủ, tự nhiên liền là Tiêu Phàm, giờ phút này, hắn sắc mặt tái nhợt, âm trầm đến cực điểm, trong con ngươi chán phóng sát ý lạnh như băng. Ngươi là ai, muốn vì nàng ra mặt, liền không sợ đắc tội Tam công tử sao? Bị Tiêu Phàm bắt cổ tay lại người kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trợn mắt nhìn nói. Lan, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng rút ở cái kia nam tử trên mặt, đập ầm ầm trên mặt đất, trượt ra mấy chục mét mới dừng lại. Ngươi tự tìm cái chết. Một người khác nhìn thấy Tiêu Phàm dám động thủ, sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, ngươi một cái tiện nhân, coi là tìm một dã nam nhân, liền có thể cùng Tam công tử là địch sao? Ngươi miệng quá không sạch sẽ. Nghe được dã nam nhân, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra một gạt bỏ mang, một cái tay đột nhiên bấm người kia cổ, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết quang ở hư không nở rộ. Chương 2485, rửa cổ sạch sẽ trở lấy. Không chung, một cây đầu lưỡi bay lên, dính đẫm máu tươi, hết sức huyết tinh. Bị trực tiếp rút đầu lưỡi. Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, hoàn toàn bị Tiêu Phàm ngoan là thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Phải biết, đây chính là Nguyệt Thiên Hạo người a, dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị rút đầu lưỡi. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc, Tiêu Phàm một quyền giận đánh vào nam tử lồng ngực, nam tử thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, đó là thần lực hải phá toái thanh âm. Sau đó, nam tử giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, bay ngược mà ra, co quắp mềm ở trên mặt đất, cũng không còn đứng lên. Tính, giống như chết tính, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, ai cũng không nghĩ đến, tiểu tử này, dám ở trong Đế Huyết Thành không kiêng nể gì cả động thủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết người, thật lâu, đám người bên trong vang lên một đạo tiếng kinh hô. Ở Đế Huyết Thành giết người, trừng phạt cũng không phải bình thường nặng a, 100 quân công trị, rất nhiều người cả một đời cũng chưa hẳn có thể thu hoạch được. Công tử, người đi mau. Tiêu Phàm sau lưng truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu xem xét, vừa lúc cùng sau lưng nữ tử bốn mắt tương đối, nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn toàn nhận ra nàng thân phận, chính là Thanh Minh muội muội Thanh Dạ Vũ. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó cởi trên người trường bào, nhẹ nhàng choàng tại Thanh Dạ Vũ trên người. Thanh Dạ Vũ ngốc trệ ở nguyên chỗ, vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng thời khắc, trong óc nàng trước tiên hồi tưởng lên một đạo thân ảnh, tưởng rằng một cái kia người xuất thủ cứu nàng. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy người trước mắt thời điểm, lại là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng căn bản không quen biết trước mắt thanh niên. Chẳng lẽ hắn yêu thích bản thân? Thanh Dạ Vũ trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, cũng chỉ có lý do này, mới có thể nhường trước mắt thanh niên xuất thủ cứu bản thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, Thanh Dạ Vũ ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng có chút thất lạc nói, tại sao không phải hắn đây? Là ta nghĩ nhiều lắm, hắn bị Thiên Võ Thần Sơn gạch tên, lại như thế nào có thể tiến vào Bách Sát Chiến Trường đây? Nghĩ tới cái này, Thanh Dạ Vũ trong lòng có một loại khó có thể nói rõ suy nghĩ, mỗi một cái nữ hài, trong lòng đều có một cái Bạch Mã Vương Tử. Ở nguy hiểm trước mắt, nàng rất hy vọng liền là bản thân Bạch Mã Vương Tử xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Thanh Dạ Vũ trong lòng suy nghĩ, hắn tay phải khoác lên Thanh Dạ Vũ trên vai thơm, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thanh Dạ Vũ trên người vết thương, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, Thanh Dạ Vũ nhìn qua cũng không còn bất luận cái gì suy yếu, cổ thần cảnh trung kỳ khí tức nở rộ mà ra. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm vỗ sợ Thanh Dạ Vũ bả vai, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó dậm chân hướng về nơi xa hai người đi đến. Người cũng đã phế đi, chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị giết người hay sao? Đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, trong lòng giật mình, Đế Huyết Thành bên trong giết người hậu quả, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Công tử, Thanh Dạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, muốn ngăn cản Tiêu Phàm xuất thủ, bất quá Tiêu Phàm lại là quay đầu cười một tiếng, để cho nàng vừa đến miệng lời nói, toàn bộ đều xinh xinh nhẫn nhịn trở về. Ta thế nhưng là Tam công tử ngươi dám giết chúng ta. Trước đó bị Tiêu Phàm một bàn tay đập bay nam tử cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, bỗng nhiên từ phế tích bên trong đứng lên. Không trang chết, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem cái kia nam tử, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở nam tử trước người, một quyền trực tiếp làm vỡ nát hắn thần lực hải. Ngươi, nam tử kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, bản thân lại bị phế đi. Trở về nói cho Nguyệt Thiên Hạo, nhưng hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Tiêu Phàm lạnh lùng quét nam tử một cái, dọa đến hắn toàn thân run một cái. Nam tử chỗ nào còn dám do dự, lộn nhào, liền hắn đồng bạn đều không lo được, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoàn người lại là kinh ngạc không thôi, người này chẳng lẽ còn muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo hay sao? Bọn họ không biết là, nếu như Nguyệt Thiên Hạo thật ở chỗ này, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nương tay. Công tử, người giết bọn họ, sẽ có rất nhiều phiền phức, người đi mau. Thanh Dạ Vũ vội vàng nói ra, Nguyệt Thiên Hạo kinh khủng thế nhưng là thật sâu in vào nàng não hải. Yên tâm, ta không giết người, chỉ là phế bọn hắn mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười nói, đoàn người khóe miệng có chút co lại, người nhà, hóa ra phế đi tu vi, liền lấy vì không có chuyện gì sao. Đối với cổ thần cảnh tu sĩ mà nói, phế bọn hắn tu vi, còn không bằng giết bọn họ đến thống khoái. Thanh Dạ Vũ cũng không biết như thế nào mở miệng, từ Tiêu Phàm trong mắt, nàng thấy được cái gì gọi là chẳng thèm ngó tới, cái gì gọi là phong khinh vân đạm. Mang ta đi tìm ngươi ca ca. Tiêu Phàm thu liễm ý cười, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Tốt, Thanh Dạ Vũ ma xui quỷ khiến gật gật đầu, căn bản không có bất kỳ do dự nào ý tứ. Nàng chỉ biết là, trước mắt thanh niên, cho nàng một loại khó có thể nói rõ cảm giác an toàn, loại cảm giác này, nàng còn chưa bao giờ ở cái khác nam nhân trên người cảm thụ qua. Không, nói cho đúng, có một người, chỉ là cái kia người chú định cùng nàng sẽ không đi đến cùng nhau, nàng cùng hắn chênh lệch quá lớn. Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương đi tới Tiêu Phàm bên người, bốn người nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Người này thực sự là thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả Nguyệt Thiên Hạo đều không để trong lòng, đoán chừng là chán sống rồi. Lần này đoán chừng có trò hay nhìn, trừ phi tiểu tử này một mực đợi ở Đế Huyết Thành, nếu không mà nói, Nguyệt Thiên Hạo đoán chừng là sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao có thể một mực ở tại Đế Huyết Thành, ta nghe nói quân công điện rất nhanh liền biết tuyên bố cái khác nhiệm vụ, đến lúc đó muốn thu hoạch quân công trị, liền phải rời đi Đế Huyết Thành. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn biến mất, đoàn người cái này mới lấy lại tinh thần, người một lời ta một câu, không kiêng nể gì cả nghị luận. Đáng tiếc, bọn họ không biết cửa thành phát sinh tất cả, nếu không mà nói liền sẽ không nghĩ như vậy. Thanh Dạ Vũ cho Tiêu Phàm dẫn đường, trong lòng vẫn có chút bàng hoàng, Tiêu Phàm mặc dù cứu được nàng, nhưng nàng nội tâm vẫn là cực kỳ chú ý cẩn thận. Công tử, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thanh Dạ Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cái này mới lấy lại tinh thần, bản thân hiện tại cũng không phải lúc đầu hình dạng, vội vàng nói, tại hạ Kiếm Hồng Trần, ngươi yên tâm, U Vân phủ cùng ta có cũ, ta sẽ không hại các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thanh Dạ Vũ trong lòng một trận hồ nghi, nàng làm sao cũng nghĩ không ra, U Vân phủ làm sao sẽ cùng dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt có giao tình. Kiếm công tử thực lực như thế cường đại, lại có một đầu sủng vật, ngược lại là để cho ta nghĩ tới một người. Thanh Dạ Vũ chậm chạp nói, người nào? Tiêu Phàm. Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái nói, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng mê ly. Tiểu tử, cái này tiểu nữ đối ngươi sợ là có ý tứ. Bạch Ma vụng trộm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm không khỏi trắng Bạch Ma một cái, liền mặt mũi lại là xem như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nói Tiêu Phàm là ta bằng hữu. Lần này đến phiên Bạch Ma mắt trắng dã, bí mật truyền âm nói, tiểu tử, người tán gái bản sự cũng quá vụng về. Tiêu Phàm không thèm để ý Bạch Ma, hắn thật không nghĩ tán gái, nếu như hắn là một cái hoa tâm nam nhân, năm đó cũng sẽ không cự tuyệt Huyết Yêu Nhiêu cùng Long Vũ. Nghĩ đến Long Vũ, Tiêu Phàm trong lòng lại có loại không hiểu chua xót, qua nhiều năm như vậy, một mực đều không có Long Vũ tin tức, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Kiếm công tử lại là Tiêu Phàm bằng hữu. Thanh Dạ Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có chút mong đợi nói, không biết Tiêu Phàm có hay không tiến vào Bách Sát chiến trường đây. Khả năng tiến vào, Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào Thanh Dạ Vũ, chỉ có thể ba phải hai có thể nói. Thanh Dạ Vũ trong mắt lóe qua một vòng vẻ mất mát, đột nhiên nhìn về phía trước nói, Kiếm công tử, chúng ta đến. Chương 2486, mạng người không bằng cỏ rác. Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa rách nát tiểu viện bên ngoài ngừng lại, nơi đây ở vào Đế Huyết Thành ngoại vi, ít ai lui tới, không biết bao lâu không người đến. Tiểu viện mọc đầy cỏ dại, người đi vào, đều có thể đem cả người bao phủ. Thanh Dạ Vũ không có mảy may dừng lại, nhanh chóng xông vào tiểu viện, kích động nói ca, ta trở về. Khụ khụ tiểu viện truyền đến một đạo ho khan thanh âm không phải kẻ khác, chính là Thanh Minh, bất quá giờ phút này hắn lại suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn là 10 phần quan tâm nói tiểu muội, ngươi không chịu bọn họ khi dễ a. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác khó chịu, mặc dù không có thấy Thanh Minh, nhưng hắn linh hồn chi lực đã sớm bắt được bên trong tất cả. Giờ phút này Thanh Minh, ăn mặc một thân rác rưởi áo bào xanh bên trên còn dính nhuộm vết máu, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nằm ở cái kia rách nát gian phòng một cái nơi hẻo lánh, liền đứng dậy đều rất gian nan. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lên đã từng cái kia ngạo khí trùng thiên thanh niên, cùng trước mắt một người, hoàn toàn như là hai người. Tiêu Phàm không biết Thanh Minh là may mắn hay là bất hạnh là, Thanh Minh 89 phần 10 là bởi vì bản thân duyên cớ, mà nhắm trúng Nguyệt Thiên Hạo hạ độc thủ. Mà may mắn là, bên cạnh hắn còn có một cái này không rời không bỏ muội muội, thời khắc đều ở quan tâm hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm dứt bỏ suy nghĩ, bước vào. Tiểu muội, người dẫn người đến. Thanh Minh đột nhiên nghe được tiểu viện tiếng bước chân, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thanh Dạ Vũ đỡ dậy Thanh Minh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, vừa vặn phát hiện Tiêu Phàm ba người đứng ở đó, vội vàng giải thích nói, vị này là Kiếm Hồng Trần Kiếm công tử, hắn là Tiêu Phàm bằng hữu, là hắn đã cứu ta. Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh đối người hạ độc thủ. Thanh Minh kinh biến nói, tiểu muội, không cần phải để ý đến ta, ca tình nguyện chết, cũng không muốn người bị cái kia xúc sinh làm hại. Hiện tại ta không sao. Thanh Dạ Vũ cười một tiếng, mặc dù nhìn qua vô cùng bẩn, nhưng lại cho người ta một loại phong hoa tuyệt thay thế cảm giác, khó có thể che giấu nàng cái kia yêu kiều thướt tha dáng người. Kiếm công tử, Thanh Minh đa tạ ngài đại ân đại đức. Thanh Minh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, muốn đứng dậy, có thể thân thể căn bản không nghe sai khiến. Không nên động, Tiêu Phàm một cái bước xa đi tới Thanh Minh bên người, ta nghe Tiêu Phàm nói qua các ngươi, đủ khả năng phạm vi bên trong, Kiếm mỗ tự nhiên sẽ xuất thủ. Đa tạ, Thanh Minh từ đáy lòng nói cảm tạ, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng tiêu tán ở vô hình. Người độc, là người nào sở hạ? Tiêu Phàm nắm lấy Thanh Minh thủ đoạn, một tia linh hồn chi lực rót vào Thanh Minh thể nội, cau mày. Hoàng phủ Hoàng Tiêu, Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi không phải đi theo Thiên Võ Thần Sơn người cùng một chỗ đi vào sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn cũng đã có một tia phỏng đoán. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, Thiên Võ Thần Sơn, tốt xấu cũng có một số người thực lực coi như không tệ, dĩ nhiên trơ mắt nhìn xem Thanh Minh bị người khác gây thương tích. Thiên Võ Thần Sơn ở Thiên Vũ vực là mạnh, có thể ở Bách Sát Chiến Trường, lại không tính cái gì. Thanh Minh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, vừa mới tiến vào Bách Sát Chiến Trường, Thiên Võ Thần Sơn liền bị Nguyệt Thiên Hạo vây công, Thiên Võ Thần Sơn tổn thất thảm trọng. Cụ thể tình huống như thế nào? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Thiên Võ Thần Sơn ở đâu là Nguyệt Thiên Hạo bọn họ đối thủ, Lạc Vấn Hàn, La Thập Tam đám người bởi vì phản kháng, toàn bộ bị giết, Tần Sở, Tử Vân Phong, Bi Thiên U cùng Tuyệt Ngân bốn người trọng thương mà chạy. Thanh Minh buồn bã cười nói, hắn thần sắc có chút mê ly, tựa như lâm vào xa xôi ký ức bên trong, trầm ngâm nói, Lục Vô Song, Lục Vô Trần hai người cuối cùng thần phục Nguyệt Thiên Hạo, Thanh Mộc Tuyền cũng bị bắt sống, bây giờ không rõ sống chết. Ta và cái khác Thiên Võ Thần Sơn người, Sát Sát, Phế Phế, Vũ Nhu cùng Mặc Lâm hai người cũng chết rồi, ngươi không biết, chúng ta chỉ là Nguyệt Thiên Hạo đồ chơi mà thôi, nếu như không phải Nguyệt Thiên Hạo coi trọng tiểu muội, đoán chừng ta cũng đã sớm chết. Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn khốc, hắn cùng với Lạc Vấn Hàn cùng La Thập Tam giao thủ qua, mặc dù lúc ấy có chút xung đột, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới đưa bọn họ vào chỗ chết. Về phần Tử Vân Phong, Tần Sở, Tuyệt Ngân, Tiêu Phàm đều tính gặp qua, bọn họ thực lực coi như không tệ, có thể đào tẩu ngược lại là hợp tình hợp lý. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến là, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai huynh đệ, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn thần phục, chẳng lẽ hắn liền Thiên Võ Thần Sơn người đều không để ý sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên người sát ý đột nhiên xuất hiện, hai cái này huynh đệ, lúc trước liền thật không nên buông tha bọn họ. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, vì cứu chúng ta, bị Lục Vô Trần trọng thương, cuối cùng rơi vào Nguyệt Thiên Hạo tay. Thanh Dạ Vũ đau thương cười một tiếng. Bọn họ ở U Vân Phủ xem như số một số hai thiên tài, dù là ở Thiên Vũ vực cũng coi là nhân vật, có thể ở trước mặt Huyền Nguyệt cổ vực, lại cái gì đều không phải. Đúng rồi, Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ hai người một trận hồ nghi, Kiếm Hồng Trần không chỉ là Tiêu Phàm bằng hữu a, làm sao đối Thiên Vũ vực như thế hiểu rõ. Bất quá hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần chỉ là muốn hảo bằng hữu, căn bản không hướng người trước mắt liền là Tiêu Phàm phương diện này nghĩ. Ta không có thấy bọn họ, lấy bọn hắn thực lực, hẳn là trốn. Thanh Minh lắc lắc đầu nói, lúc kia, tất cả mọi người đều chỉ muốn bản thân đào mệnh, chỗ nào chú ý được nhiều như vậy, liền chính mình cũng chú ý không đến. Nếu như không phải Nguyệt Thiên Hạo cướp đi chúng ta Càn Khôn giới, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Thanh Dạ Vũ hít khẩu khí, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng có lưu lạc làm tên ăn mày một ngày, thậm chí kém từng chút một liền bị Nguyệt Thiên Hạo được như ý. Nguyệt gia thật đúng là coi là có thể một tay che trời sao. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, Nguyệt gia có đại đế cường giả tọa chấn, người nào có thể làm gì được. Thanh Minh lắc lắc đầu, nói Kiếm huynh, ngài là Tiêu huynh bằng hữu, ta biết rõ ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng tuyệt đối không nên mạo hiểm, Huyền Nguyệt cổ vực, 89 phần 10 có thần vương cường giả hộ đạo. Yên tâm, nên giết, ta một cái đô sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ở nơi này bách sát chiến trường, thật đúng là mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, không muốn trở thành con mồi, liền muốn cố gắng trở thành thợ săn. Nếu không mà nói, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, vĩnh viễn tiêu thất ở trong lịch sử bụi bặm. Đáng tiếc, ta thần lực hải bị phế, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, bị kịch độc từng bước xâm chiếm, kiếp này muốn báo thù vô vọng. Thanh Minh sát khí nặng nề nói, Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh, ta nhất định sẽ giết hắn. Thanh Dạ Vũ trong đôi mắt đẹp cũng hàn quang bắn ra bốn phía. Sự tình không có người tưởng tượng bết bát như thế, ta trước chữa cho tốt người thương thế, quay đầu cùng ta làm lớn một trận. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Minh nói. Ngươi có thể chữa cho tốt ta. Thanh Minh kích động nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay, run rẩy mở miệng nói, nếu là Kiếm huynh có thể cứu ta đầu này bạc mệnh, giết Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh, về sau Thanh Minh chính là Kiếm huynh trong tay một thanh kiếm. Ta tận hết khả năng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, ở nơi này người ăn thịt người bách sát chiến trường, cao ngạo giống như Thanh Minh, cũng không thể không cúi đầu. Các ngươi thay ta hộ pháp, Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương một cái, trịnh trọng nói. Là, Bạch Ma cùng Lôi Viêm Vương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Thanh Dạ Vũ đi ra rách nát gian phòng. Chương 2487, chữa trị Thanh Minh. Đế Huyết Thành, một tòa cổ lão rộng lớn cung điện. Là ai? Nguyệt Thiên Hạo nhìn xem đại điện bên trong quỳ một cái máu me khắp người nam tử, sát khí nặng nề nói. Cả tòa đại điện nhiệt độ nháy mắt hạ thấp 10 mấy độ, không trung bay xuống vô số xương lạnh, có thể nghĩ giờ phút này hắn sát ý. Đại điện bên cạnh, còn đứng 10 mấy người, mỗi người đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, có thể ở Nguyệt Thiên Hạo áp bách dưới, ngay cả thở đều có chút không dám thâm trầm. Thuộc hạ không biết, máu me khắp người nam tử nơm nớp lo sợ nói. Không biết, nghe được đáp án này, Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ đến cực điểm. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu, người nha, nhưng hai người các ngươi cổ thần cảnh hậu kỳ, nhìn xem một cái cổ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn bị người phế đi tu vi nữ tử, bị người phế đi vẫn như cũ thôi, thậm chí ngay cả tên đối phương đều không biết. Đổi lại một người khác, khẳng định cũng sẽ khó chịu, bất quá Nguyệt Thiên Hạo vẫn là nhịn xuống trong lòng sát ý, nói cái kia tiện nhân đây. Thuộc hạ không biết, nam tử đầu kề sát mặt đất, hắn lúc ấy chỉ biết là chạy trốn, chỗ nào còn sẽ để ý Tiêu Phàm bọn họ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, bản công tử cần ngươi làm gì. Nguyệt Thiên Hạo rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sát ý, một đạo lợi mang từ trên người hắn bắn ra. Công tử tha mạng, nam tử đầu bỗng nhiên đập trên mặt đất, có thể Nguyệt Thiên Hạo đã xuất thủ, lại làm sao có thể tha hắn, huống hồ, hắn đã bị phế tu vi, giữ lại cũng là vướng víu. Phốc một tiếng, nam tử đầu bị lợi mang xuyên thủng, ngã vào trong vũng máu, cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Những người khác cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nguyệt Thiên Hạo. Cha cho ta, tìm tới cái kia tiện nhân, ta muốn nàng sống không bằng chết. Nguyệt Thiên Hạo giận dữ hét, là, công tử, đại điện bên trong đám người cung kính gật gật đầu, sau đó nhao nhao rời khỏi đại điện. Mấy hơi thở thời gian, đại điện bên trong liền chỉ còn lại Nguyệt Thiên Hạo một người, Nguyệt Thiên Hạo càng nghĩ càng giận, sau đó hất lên áo bào, hướng bên cạnh thiên điện bên trong đi đến. Mở ra thiên điện đại môn, một cỗ dị dạng mùi đập vào mặt, đại điện trung ương, ngồi xếp bằng một cái nữ tử y phục phá toái, lộ ra da thịt trắng như tuyết, chỉ có mấy khối vải rách che khuất tư mật bộ vị. Nàng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua 10 phần chật vật, cả người lộ ra mặt ủ mày chau. Nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo tiến đến, nữ tử một đôi màu đỏ tươi con người quét tới, hận không thể đem Nguyệt Thiên Hạo ăn sống nuốt tươi. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, Nguyệt Thiên Hạo trên người nội ý lại là biến mất không thấy, ngược lại nở nụ cười, bản công tử đùa giỡn ngươi, là ngươi vinh hạnh, chờ ta hút không ngươi thể nội thanh mộc chi lực, chắc chắn để ngươi chết thống khoái. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo liền như là ngã lang đồng dạng xông tới, đem nữ tử đặt ở dưới khố, một trận trà đạp. Nữ tử mặc cho Nguyệt Thiên Hạo ở tại trên người đòi hỏi, tựa như cái này thân thể không phải nàng đồng dạng, chỉ có cái kia cừu hận ánh mắt, lại không thay đổi mảy may. Giờ phút này, Đế Huyết Thành một đầu u sâm ngõ nhỏ, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bốn người bọc lấy hắc bào, nhìn không rõ khuôn mặt. Rốt cục tiến vào, trong đó một người mở miệng, ngữ khí như thả nặng thua một. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, khẳng định có thể nhận ra, thanh âm này chủ nhân không phải kẻ khác, chính là Long Phi Vũ. Ba người khác, lại là Long Ngữ Yên, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử, bọn họ một mực bị Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ truy sát, làm trễ nải hơn mấy tháng thời gian, thẳng đến hôm nay mới tiến vào Đế Huyết Thành. Ca, chúng ta dạng này có phải hay không quá mạo hiểm, tại sao không đi cái khác thành chỉ nhận lấy quân công bài, bách sát chiến trường thế nhưng là có 81 tòa thành chỉ có thể nhận lấy. Long Ngữ Yên lo lắng nói, đi địa phương khác, sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian, huống hồ, bách sát chiến trường đêm tối, quá hung hiểm, nơi này ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Kiếm Tử trầm giọng nói, dù sao chúng ta là đến nhận lấy tìm kiếm cơ duyên, không muốn quân công bài cũng không sao cả. Long Ngữ Yên hít sâu một cái nói, nàng vẫn luôn không chủ trương đến Đế Huyết Thành. Chỉ có lấy được quân công bài, chúng ta mới có thể thu được lấy mặt khác cơ duyên, hơn nữa, muốn xâm nhập bách sát chiến trường, cũng nhất định phải dùng quân công bài làm giấy thông hành. Thi Hoàng Tử lắc lắc đầu, tiểu muội, không muốn lo lắng, chúng ta phải đến quân công bài liền rời đi nơi này, Nguyệt gia, về sau có là biện pháp đối phó bọn hắn. Long Phi Vũ ngữ khí 10 phần khẳng định nói, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, Vũ Văn Tiên cùng Lục Vô Trần nhiều lần bại lộ chúng ta vị trí cho Nguyệt Thiên Hạo, Đế Huyết Thành cuối cùng nguy hiểm, chờ lấy được quân công bài, lập tức rút lui. Kiếm Tử lại bổ sung một câu, trước nhận lấy quân công bài lại nói, đám người cùng nhau gật đầu, sau đó rút đi trên người hắc bào, đơn giản cải biến một cái dung mạo. Đáng tiếc, bọn họ không có Tiêu Phàm như vậy có thể thay đổi thần lực khí tức năng lực, nói đến cùng, vẫn là bọn hắn mệnh cách khí tức không cách nào cải biến. Tiêu Phàm không có mệnh cách, chỉ cần cải biến thần lực khí tức, liền có thể hoàn toàn ẩn tàng tự thân thân phận. Chốc lát sau đó, mấy người lách mình biến mất ở ngõ nhỏ, hướng về quân công điện mà đi. Lại nói một phương diện khác, Tiêu Phàm thay Thanh Minh chữa thương, người bình thường có lẽ khó có thể trong thời gian ngắn chữa trị thần lực hải phá toái, kinh mạch vỡ vụn thương thế. Nhưng cái này lại làm khó không được Tiêu Phàm, vẻn vẹn 2 canh giờ, Tiêu Phàm liền đem Thanh Minh thể nội độc xua tan không còn một mảnh, liền chữa trị hắn thần lực hải cùng kinh mạch. Bất quá, Tiêu Phàm cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, sắc mặt có chút trắng bệch. Đa tạ Kiếm huynh, cảm nhận được bản thân thương thế phục hồi như cũ, Thanh Minh còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, từ đáy lòng hướng về phía Tiêu Phàm một xá. Trước khôi phục thương thế, sau đó đi với ta nhận lấy quân công bài. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn trực tiếp xếp bằng ở nguyên địa, lấy ra đại lượng thần thạch, bắt đầu khôi phục thần lực và tâm thần. Thanh Minh cũng biết rõ, giờ phút này không phải khách khí thời điểm, hắn nhất định phải lập tức khôi phục lại đỉnh phong, mới có cơ hội tìm Nguyệt Thiên Hạo báo thù. Thời gian chậm rãi sói mòn, 1 canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Thanh Minh 2 người lần nữa tỉnh lại, trạng thái đều điều tiết đến tốt nhất. Bên ngoài, Thanh Dạ Vũ chờ đợi lâu ngày, trong lòng sốt ruột vô cùng, ở rách nát tiểu viện bên ngoài dạo bước, rất là bất an. Công tử đi ra, Lôi Viêm Vương đột nhiên kêu lên. Thanh Dạ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Thanh Minh hoàn hảo không chút tổn hại đi ra thời điểm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không nói là nàng, liền là Lôi Viêm Vương, cũng là kinh ngạc không thôi, hắn còn là lần thứ nhất kiến thức Tiêu Phàm y thuật thần kỳ, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Ca, Thanh Dạ Vũ trực tiếp nhào vào Thanh Minh trong ngực, mấy canh giờ phía trước, bọn họ 2 huynh muội người còn luân lạc tới mặc người chém giết cấp độ. Có thể mấy canh giờ sau, nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, cái này khiến nàng có loại mộng ảo cảm giác. Bao nhiêu người, Kiếm huynh còn nhìn xem đây. Thanh Minh mỉm cười, Thanh Dạ Vũ cúi đầu, bốc hơi trong mắt nước mắt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn xem Tiêu Phàm, khó được có mấy phần ngượng ngùng ý. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái này có vẻ như cùng ta không có đóng a. Đi thôi, đi trước nhận lấy quân công bài, sau đó lại đi tìm Nguyệt Thiên Hạo tính sổ sách. Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi. Kiếm huynh, ngươi thật muốn đi tìm Nguyệt Thiên Hạo? Thanh Minh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi sợ? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Minh nói. Không, Thanh Minh trịnh trọng lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua một gạt bỏ giết ánh sáng, tất nhiên muốn động thủ, liền không chỉ có muốn giết Nguyệt Thiên Hạo, cuối cùng diệt Đế Huyết Thành tất cả Huyền Nguyệt cổ vực người. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn cùng Thanh Minh quen biết lâu như vậy, còn là lần thứ nhất phát hiện, Thanh Minh nguyên lai cũng là ngoan nhân a. Đề nghị này không tệ, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, muốn chơi, chúng ta liền chơi lớn một chút. Chương 2488, nhận lấy quân công bài. Kia chính là quân công điện. Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa rộng lớn quảng trường phía trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường. Ở quảng trường cuối cùng, có một tòa nguy nga đại khí huyết sắc cung điện, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, phía trên còn có cổ lão chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, đây chính là Đế Huyết Thành quân công điện, nhận lấy quân công bài vị trí. Kiếm huynh, chúng ta dạng này nghênh ngang đến thật tốt sao? Thanh Minh nghe được Tiêu Phàm nói muốn chơi lớn, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm như trước vẫn là như thế thẳng thắn. Thế này sao lại là tới chơi lớn, nếu là đụng phải Huyền Nguyệt cổ vực người, đến lúc đó xúm lại tới, coi như giết không được bọn họ, đem bọn họ bạo đánh một trận vẫn là có thể a. Một phần vạn nếu là lại bị phế tu vi, vậy coi như sẽ không tiếp tục vận tốt như vậy. Ai dám đến, ta liền phế đi người nào. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình thản, lại lộ ra một cỗ khó có thể nói rõ bá đạo. Dứt lời, Tiêu Phàm hướng thẳng đến quân công điện đi đến, việc cấp bách là trước nhận lấy quân công bài, quân công chỉ thế nhưng là đồ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân công trước điện, cũng đã xếp thành mấy đầu trường long, Vạn La Đế vực cấp dưới trăm vực tu sĩ liên tục không ngừng hướng về nơi đây chạy đến, đều là vì nhận lấy quân công bài. Tiêu Phàm một nhóm xếp ở trường long phía sau, lẳng lặng chờ. Mà lúc này, Nguyệt Thiên Hạo ở trong cung điện, Nguyệt Thiên Hạo xách tốt đúng quần, từ thiên điện bên trong đi ra, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Thiên điện bên trong nữ tử sụi lơ ở trên giường, trên người một mảnh hỗn độn, nhiều chỗ máu bầm, băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo rời đi. Vừa mới đi đến cửa ra vào, Nguyệt Thiên Hạo đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nữ tử, ta cười nói, đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi không phải cũng sướng rồi sao? Nữ tử chưa từng mở miệng, chỉ là cái kia thanh lãnh khuôn mặt hàm chứa vô tận cừu hận cùng sát ý. Ha ha, Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to, quay người rời phòng. Khởi bẩm tam công tử, Lục Vô Trần cầu kiến. Nguyệt Thiên Hạo vừa mới đi ra thiên điện, đại điện cửa ra vào liền truyền đến một đạo thanh âm. Nhưng hắn tiến đến, Nguyệt Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên. Chốc lát sau đó, một đạo bạch y thân ảnh đi tiến đến, nam tử không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần đi đến đại điện trung ương, cung kính một xá nói, Lục Vô Trần bái kiến tam công tử. Chuyện gì? Nguyệt Thiên Hạo 10 phần khó chịu nói, một bộ không quan tâm bộ dáng. Lục Vô Trần tựa như sớm đã thành thói quen Nguyệt Thiên Hạo thái độ, hơi hơi thi lễ nói, thuộc hạ phát hiện mấy cái U Vân phủ tu sĩ tung tích, liền ở trong Đế Huyết Thành. A, người nào? Nguyệt Thiên Hạo híp hai mắt, một cỗ hàn khí từ trên người hắn bộc phát ra. Long Phi Vũ, Kiếm Tử mấy người, đều không phải nổi danh tiểu nhân vật, mặt khác còn có Tần Sở, Tử Vân Phong đám người. Lục Vô Trần không có mảy may giữ lại nói, nếu như hắn thực lực đầy đủ, căn bản không cần Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ, hắn cũng sẽ giết Tần Sở cùng Tử Vân Phong bọn họ. Một khi Tử Vân Phong cùng Tần Sở tử vong, ngày đó Võ Thần Sơn tương lai một đời, khả năng liền chân chính là Lục gia thiên hạ. Bọn họ ở đâu? Nguyệt Thiên Hạo thản nhiên nói, trong lòng sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Hẳn là tiến về quân công điện. Lục Vô Trần suy nghĩ một chút nói, cũng không phải đặc biệt khẳng định. Truyền lệnh xuống dưới, triệu tập Huyền Nguyệt cổ vực người, theo bản công tử tiến về quân công điện. Nguyệt Thiên Hạo hất lên áo bào, liền đi ra cung điện, trực tiếp truyền lệnh nói. Chốc lát sau đó, hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng quân công điện đi đến. Mà hết thảy, Tiêu Phàm bọn họ là hồn nhiên không biết, vẫn ở chỗ cũ xếp hàng, phía trước cũng đã không có bao nhiêu người, rất nhanh liền có thể đến phiên bọn họ. Lúc này, Tiêu Phàm con người đột nhiên rơi vào nơi xa mấy đạo thân ảnh, linh hồn chi lực quét qua, nháy mắt phát hiện mấy cái người quen, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kiếm huynh, thế nào? Thanh Minh nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn tự nhiên là phát hiện Kiếm Tử cùng Thi Hoàng tử bọn họ, chỉ là không có bại lộ bọn họ thân phận. Thậm chí, Tiêu Phàm còn phát hiện mặt khác mấy người, trong đó hai người Tiêu Phàm tương đối quen thuộc, kia chính là Tử Vân Phong cùng Tuyệt Ngân, lúc trước hai người này thế nhưng là cùng hắn giao thủ qua. Lại chờ đợi chốc lát, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm bọn họ. Rất nhanh, Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ cùng Lôi Viêm Vương tiến lên, thành công nhận lấy quân công bài, chỉ là đến Bạch Ma thời điểm, cấp cho quân công bài người vẫn không có mở miệng. Nơi này là nhân tộc Bách Sát Chiến Trường, thú tộc có tư cách gì nhận lấy? Người hầu nhìn thấy Bạch Ma không có chút nào tính tự giác, lúc này mới lạnh như băng mở miệng. Bạch Ma nghe vậy, tức khắc hầm hầm giận dữ, nơi này dị tộc, là thái cổ thần giới tất cả chủng tộc địch nhân, thú tộc thế nào? Thú tộc chẳng lẽ không thể giết địch, cũng khó trách Bạch Ma phẫn nộ, hắn đường đường đại đế, lại bị người không nhìn, trong lòng như thế nào thư sướng. Người thị giả kia bị hỏi ngậm miệng không nói gì, bất quá vẫn như cũ không có cho Bạch Ma quân công bài ý tứ, bởi vì đây là đã sớm quyết định đến quy củ. Đây là người nào thú sủng, người hầu chỉ có thể nhìn về phía Bạch Ma sau lưng đám người nói. Thú sủng, thú ngươi, Bạch Ma mới vừa chuẩn bị chửi ầm lên, lại bị Tiêu Phàm che miệng. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem người hầu nói, không có ý tứ, ta đây sủng vật không hiểu chuyện. Tính danh, đến từ gì vực, người hầu lạnh lùng quét Bạch Ma một cái, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, hắn thái độ coi như không tệ, dù sao, có thể nắm giữ thú sủng người, bối cảnh khẳng định bất phàm. Kiếm Hồng Trần, Thiên Vũ vực, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Thiên Vũ vực, người hầu nhíu mày, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ khinh miệt, vừa mới giữ lại cuối cùng một chút lòng kính sợ cũng tan thành mây khói. Thiên Vũ vực, Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới yếu nhất một vực, tự nhiên không đặt ở người hầu trong mắt, dù là hắn chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Thiên Vũ vực không thể nhận lấy quân công bài sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lạnh ý, người hầu nhìn một chút, liền tựa như mất hồn một dạng. Có thể, người hầu đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, ngài nắm giữ thú sủng, có thể nhận lấy một chương bộ bài, thú sủng giết chết quân công trị, đều có thể về ngài tất cả, chỉ cần nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch, tăng thêm ngài quân công bài, hết thảy 15 vạn trung phẩm thần thạch. Nếu như nắm giữ mấy đầu thú sủng, có phải hay không có thể đủ nhiều xử lý mấy chương bộ bài? Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lại hỏi, không được, mỗi người chỉ có thể làm một chương. Người hầu lắc đầu nói, đây là 15 vạn trung phẩm thần thạch. Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, lập tức ném ra một cái càn khôn giới. Người hầu tiếp nhận càn khôn giới, nhìn đều không nhìn một chút, liền đem càn khôn giới thu vào, sau đó lấy ra hai thanh ngắn tiểu hắc sắc thiết kiếm, thâu nhập một đạo tin tức, sau đó nhường Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ở bên trên lưu lại một đạo linh hồn chi lực. Đây là ngài quân công bài, xin cầm lấy, quân công bài có thể tùy thời ghi chép ngài giết chết dị tộc, chuyển hóa làm quân công trị. Người hầu cung kính đưa qua quân công bài nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đem trong đó một chuôi hắc thiết kiếm ném cho Bạch Ma, hắn có thể cảm nhận được bản thân quân công bài cùng Bạch Ma quân công bài có một loại yếu ớt liên hệ. Thẳng đến Tiêu Phàm quay người, người hầu mới bỗng nhiên run một cái, lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run giọng nói, vừa mới phát sinh cái gì? Huyền Nguyệt cổ vực làm việc, đều tránh ra một bên. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm truyền đến, thanh âm dị thường bá đạo, ngay sau đó, trên trăm đạo cường hoành khí tức từ quảng trường cuối cùng cuốn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đạp vào quảng trường, con người lạnh lùng nhìn chằm chằm quân công điện phương hướng. Chương 2489, ta muốn giết hai người. Đoàn người cảm nhận được cái kia một cỗ cường hoành khí thế, vội vàng nhường ra một con đường, những cái kia nhận lấy quân công bài người, cũng nhao nhao hướng về chung quanh quảng trường thối lui. Nguyệt Thiên Hạo, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ sắc mặt hơi hơi biến đổi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm lại bất vi sở động, ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ, đi mau. Lúc này, đám người bên trong đột nhiên có người cho Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ truyền âm nói. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại là nhìn thấy bốn cái hắc bào nhân, đang nhanh chóng lui vào trong đám người. Kiếm tử, Thanh Minh liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, sau đó lại thấy được Long Phi Vũ, Thi Hoàng tử cùng Long Ngữ Yên ba người. Bọn họ ngược lại là muốn lui, nhưng bây giờ cũng đã căn bản không còn kịp rồi, Nguyệt Thiên Hạo cũng đã thấy được bọn họ, đang thẳng đến bọn họ vị trí phương hướng mà đến. Ở Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ lo lắng thời khắc, một bên Tiêu Phàm lại là một bước ra, ngăn khuất hai người trước người, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Nguyệt Thiên Hạo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Lục Vô Trần, Thanh Dạ Vũ phẫn nộ nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo bên người bạch y thanh niên. Tiêu Phàm híp hai mắt, con người nhìn chăm chú lên Lục Vô Trần, hắn biết rõ, Lục Vô Trần chính là Vô Trần chi thể, có thể truy tung người linh hồn khí thức cùng thần lực ba động. Lúc trước hắn bị Lục đạo nhất truy sát, liền là Lục Vô Trần duyên cớ, thậm chí, chọc Thiên Hồng chết, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nhìn thấy Lục Vô Trần, Tiêu Phàm trong lòng sát ý lặng yên dâng lên, ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn không dám đối Lục Vô Trần động thủ, nhưng là ở cái này, hắn lại hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo là vì Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ mà đến, dù sao hai người một mực đều ở Nguyệt Thiên Hạo khống chế dưới. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dư quang không khỏi nhìn đám người bên trong kiếm tử đám người một cái, Nguyệt Thiên Hạo 89 phần 10 chính là bọn họ mà đến. Nhìn thấy mấy người sốt ruột nhìn xem Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ, Tiêu Phàm cũng không nhịn được đối bọn họ thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn, vừa mới bọn họ rõ ràng có cơ hội rời đi, lại không có đi. Hiện tại, quảng trường bên trên người cũng đã toàn bộ đều bị vây lại, coi như muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Chốc lát sau đó, Nguyệt Thiên Hạo ở quảng trường trung ương ngừng lại, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, băng lãnh con người không có bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Thiên Vũ vực người lưu lại, những người khác, lăn. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thoáng qua, ánh mắt nháy mắt rơi vào mấy người trên người, quát lạnh nói. Những người khác chỗ nào còn dám dừng lại, nhao nhao lấy ra quân công bài, chứng minh bản thân không phải Thiên Vũ vực người. Kiếm tử cùng Thi Hoàng tử đám người sắc mặt khó coi thời khắc, nhìn chằm chằm Thanh Minh bọn họ một cái, cũng đành phải theo dòng người chảy về bên ngoài đi đến. Mặt khác, Tử Vân Phong, Tần Sở cùng Tuyệt Ngân ba người cũng trộn lẫn ở trong đám người, làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Nguyệt Thiên Hạo quá nhiều người, bọn họ lưu lại, 89 phần 10 đều sẽ chết ở nơi này, dù sao, Nguyệt Thiên Hạo thế nhưng là không kém điểm này quân công trị. 100 quân công trị đổi một đầu mạng người, bọn họ cũng liền chỉ có mấy người, mấy trăm quân công trị căn bản không tính cái gì. Muốn chạy trốn, bắt lấy mấy người bọn hắn. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là Lục Vô Trần đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Tử Vân Phong bọn họ vị trí phương hướng phóng đi. Mặt khác còn có mấy người đạp không mà lên, nháy mắt ngăn cản Tử Vân Phong bọn họ đường đi. Tử Vân Phong ba người nhìn thấy, thân hình lóe lên, không tiến ngược lại thụt lùi, nháy mắt xuất hiện ở Thanh Minh bọn họ cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem đối diện mấy người. Còn có cái kia mấy cái. Lục Vô Trần thành công chặn đánh Tử Vân Phong ba người, trên mặt lộ ra đắc ý, sau đó hắn ánh mắt lần nữa rơi vào kiếm tử cùng Thi Hoàng tử bốn người trên người. Kiếm tử bốn người sắc mặt biến hóa, bọn họ kém từng chút một liền có thể rời đi, có thể không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Lui, mắt thấy mười mấy người vồ giết mà tới, Long Phi Vũ quyết định thật nhanh, nhanh chóng hướng về Thanh Minh bọn họ vị trí áp sát. Các ngươi không quản lý chúng ta, nhìn thấy Long Phi Vũ bốn người bị ngăn cản, Thanh Minh khổ sở nói, vừa mới nếu như Long Phi Vũ bọn họ không có bất kỳ do dự nào rời đi, có lẽ cũng đã chạy ra quảng trường. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bị Nguyệt Thiên Hạo ngăn lại, muốn chạy trốn khả năng liền khó khăn. Các ngươi thật đúng là có thể trốn a, để cho ta dễ tìm. Lục Vô Trần cười lạnh nhìn xem đám người nói. Lục Vô Trần, đều là Thiên Vũ vực tu sĩ, ngươi lại hãm hại chúng ta, chết không yên lành. Long Ngữ Yên phẫn nộ mở miệng nói. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến, lại là Huyền Nguyệt cổ vực nội nhân tự tương tàn sát. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, bất quá lại dám giận không dám nói. Chết không yên lành, ta là không chết không yên lành, các ngươi là không thấy được. Lục Vô Trần khinh thường nói, bọn ngươi hãm hại tam công tử trước, vốn liền là tội chết, huống hồ, Thiên Vũ vực vốn liền thuộc về Huyền Nguyệt cổ vực, vì tam công tử làm việc, là ta quang vinh. Vô sỉ, đáng giận, đám người tức giận không thôi, cái gì gọi là bọn họ hãm hại Nguyệt Thiên Hạo, cái này hoàn toàn là không ai hiểu rõ sự tình. Nguyệt Thiên Hạo nghe được Lục Vô Trần lời nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn liền yêu thích loại này cao cao tại thượng, quan sát tất cả cảm giác. Lần trước nhường các ngươi chạy trốn, lần này, các ngươi đều phải chết. Lục Vô Trần ngữ khí lạnh như băng nói, Đế Huyết Thành không cho giết người, các ngươi dám động thủ. Thanh Dạ Vũ quát khẽ nói, yên tâm, bản công tử sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi, đúng rồi, còn có cái kia Long Ngữ Yên, bản công tử sẽ để cho các ngươi minh bạch xem như nữ nhân niềm vui thú. Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi đem Thanh Mộc Tuyền sư tỷ thế nào? Thanh Dạ Vũ phẫn nộ đến cực điểm, có thể nàng lo lắng nhất vẫn là Thanh Mộc Tuyền an nguy. Còn có thể làm sao, tự nhiên là dục tiên dục tử. Nguyệt Thiên Hạo tà tà cười một tiếng, nhìn thấy Thanh Dạ Vũ, hắn bụng nhỏ liền có một cỗ dục hỏa lên cao, liếm liếm bờ môi nói, thả nuôi ngươi mấy ngày, không nghĩ đến ngươi chính là cay như vậy, bất quá, ta yêu thích. Ngươi nên thiên đao vạn quả. Thanh Dạ Vũ toàn thân run rẩy kịch liệt, không cần nghĩ cũng biết rõ, Thanh Mộc Tuyền hạ tràng không phải bình thường thảm. Một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo còn sống, hắn liền biết rõ lúc trước hắn ở Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ở giữa chôn xuống khe hở không có đưa đến tác dụng. Trước đó hắn còn tưởng rằng Nguyệt Thiên Hạo phách lối cũng liền được rồi, nhưng là xem như một đầu hán tử, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn bẩn thỉu không thể lại bẩn thỉu. Quét Nguyệt Thiên Hạo cùng Lục Vô Trần một cái, Tiêu Phàm quay người liền hướng phía sau Quân Công Điện cửa sổ đi đến. Tiểu tử này không phải là muốn tìm Quân Công Điện cầu cứu a? Có người nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, không khỏi trào phúng lên, những người khác cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nếu như Quân Công Điện sẽ quản những sự tình này mà nói, cái kia Bách Sát Chiến Trường còn có nguy hiểm gì có thể nói. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm lời nói, lại tựa như một bàn tay hung hăng rút ở bọn hắn trên mặt một dạng. Quân Công chị dùng như thế nào thần thạch hối đoái? Tiêu Phàm không có quan tâm đám người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía người thị giả kia thản nhiên nói. Hối đoái Quân Công chị, đoàn người lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. 100 vạn trung phẩm thần thạch, đổi lấy một chút Quân Công trị. Người hầu sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới sự tình nhường hắn đối Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Đổi cho ta 200 Quân Công trị, ta muốn giết hai người. Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói, tiện tay ném ra một cái càn khôn giới. Lời này vừa nói ra, đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua có người dùng thần thạch đổi lấy Quân Công trị đi giết người. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Tiểu tử, đây chính là 2000 vạn trung phẩm thần thạch, liền vì giết hai người. Cái này cũng quá lãng phí. Bạch Ma nhỏ giọng thầm thì nói. Đoàn người một trận ngạc nhiên, nhưng mà, bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Cũng đúng, có vẻ như Đế Huyết Thành chỉ là không cho giết người, phế người tu vi là không bị hạn chế. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, thu hồi càn khôn giới, quay người lần nữa nhìn về phía Huyền Nguyệt cổ vực đám người. Chương 2490, để ngươi thất vọng rồi. Phế người tu vi không bị hạn chế. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại, người nhà cũng quá khoa trương a, giết người liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Phải biết, người đối mặt thế nhưng là trên trăm Huyền Nguyệt cổ vực cổ thần cảnh a, hơn nữa còn có không ít người hướng về bên này chạy đến. Liền bằng các ngươi mười mấy người, như thế nào giết được Huyền Nguyệt cổ vực người? Còn phế người tu vi, cái này có thể so sánh giết người còn muốn khó khăn được không? Đại bộ phận người lộ ra trào phúng, khinh thường ánh mắt, tựa như nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này đã không chỉ là phách lối, mà là cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần vương cảnh hay sao? Người này có lẽ thật có thực lực này. Đột nhiên, đám người bên trong có người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, một cái không coi ai ra gì tiểu tử mà thôi, lại có thể phế đi người nào? Có con tin nghi nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái canh giờ phía trước, Tử Dương Kinh Vân không phải chết ở cửa thành a, liền là bị hắn giết. Trước đó người kia run giọng nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì? Đoàn người kinh hô lên tiếng, Tử Dương Kinh Vân chết, sớm cũng đã truyền khắp Đế Huyết Thành, chỉ là không biết người xuất thủ là ai mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hung thủ ngay ở trước mắt, bọn họ như thế nào không sợ hãi đây? Đây chính là Tử Dương Kinh Vân a, thực lực cùng Nguyệt Thiên Hạo tương xứng, địa vị cũng không kém mảy may, vẫn như trước bị trước mắt người giết chết. Thậm chí, Tử Dương Kinh Hồng chạy tới, đều không có thể làm gì được hắn. Mặc dù không có bất luận kẻ nào biết rõ Tiêu Phàm danh tự, nhưng Tiêu Phàm hung uy sớm đã truyền khắp Đế Huyết Thành, hắn hiển nhiên muốn sát Nguyệt Thiên Hạo, 89 phần 10 có thực lực này. Trước đó có lẽ đều cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cuồng vọng, nhưng là hiện tại, lại không một người dám chào phúng Tiêu Phàm. Ngay cả Thanh Minh, Kiếm Tử đám người đều là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lại là bất vi sở động, ánh mắt nhìn thẳng Lục Vô Song cùng Nguyệt Thiên Hạo. Tử Dương Kinh Vân chết, Nguyệt Thiên Hạo nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, sắc mặt biến hóa. Tam công tử, Tử Dương Kinh Vân liền là bị người kia giết chết. Nguyệt Thiên Hạo một cái hạ nhân thuộc nhỏ giọng nhắc nhở, dư quang lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy kiêng kỵ. Nguyệt Thiên Hạo trong lòng hơi hơi trầm xuống, cau mày nhìn về phía Tiêu Phàm nói, các hạ, đây là ta Huyền Thiên cổ vực cùng Thiên Vũ vực ở giữa ân oán, còn mời không muốn nhúng tay, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Thanh Minh mấy người sắc mặt biến hóa, nếu như Kiếm Hồng Trần đối bọn họ xuất thủ, bọn họ hôm nay coi như thật tai kiếp khó thoát. Nhưng mà, nhường bọn họ nới lỏng khẩu khí là, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt đáp lại, không làm sao. Làm sao? Ngươi là nghĩ cùng ta Huyền Nguyệt cổ vực là địch hay sao? Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng nói, hắn mặc dù kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng cũng không e ngại. Dù sao, hắn hiện tại bên người thế nhưng là có hơn 100 người, sau đó trả khả năng càng nhiều, coi như người này có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể tàn sát hơn 100 người hay sao? Ngươi nếu cho rằng như vậy, vậy liền xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại nói, ngươi, Nguyệt Thiên Hạo lên cơn giận dữ, ngươi nếu động thủ, bọn họ có chết hay không ta không biết rõ, nhưng ngươi, khẳng định sống không được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nguyệt Thiên Hạo con người hơi hơi co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia nhiếp nhân tâm phách khí tức, hắn biết rõ, bản thân nếu dám động thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối nói được thì làm được. Hắn không chút nào hoài nghi Tiêu Phàm thần lực, có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân, chiến lui Tử Dương Kinh Hồng, đây chính là thực lực. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi lo lắng cái gì, hắn muốn chết, nhưng hắn chết là được. Đang lúc Nguyệt Thiên Hạo do dự thời khắc, đám người bên trong lại truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người theo tiếng kêu nhìn lại là nhìn thấy một cái tử bào thanh niên đang đi về phía bên này, trong mắt sát ý lấp lóe. Tử Dương Kinh Hồng, có người kinh hô mà ra, ai cũng không ngờ tới, lúc này, Tử Dương Kinh Hồng vậy mà sẽ đến, hơn nữa còn mang theo hơn mấy chục người. Tiêu Phàm cố nhiên là mạnh, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng Nguyệt Thiên Hạo cái kia hơn 100 người quần nhau mà thôi, bây giờ Tử Dương Kinh Hồng xuất hiện, Tiêu Phàm tuyệt không có khả năng là đối thủ. Dù sao, Tử Dương Kinh Hồng thế nhưng là Vạn La Đế vực phạm vi bên trong đỉnh cấp thiên tài một trong, Tiêu Phàm có mạnh hơn, cũng liền cùng hắn tương xứng mà thôi. Tiêu Phàm có lẽ có thể trốn, nhưng Thiên Vũ vực đám người, khả năng liền chưa hẳn có thể trốn được. Thanh Minh đám người sắc mặt cũng biến dị thường khó coi lên, Tiêu Phàm vừa mới có thể trấn nhiếp Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ nguyên bản coi là hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nơi nào sẽ nghĩ đến toát ra Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực không phải nước hỏa không cho phép a, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị liên thủ? Cái này có cái gì, cái kia tiểu tử giết Tử Dương Kinh Vân, Tử Dương Kinh Hồng tự nhiên muốn báo thù, đồng dạng, Nguyệt Thiên Hạo sẽ không bỏ qua Thiên Vũ vực người, tiểu tử kia muốn giúp đỡ, Nguyệt Thiên Hạo tự nhiên cũng sẽ không buông tha hắn. Địch nhân, liền là bằng hữu, muốn trách thì trách tiểu tử kia hai bên đều đắc tội người, lần này, bọn họ đoán chừng tai kiếp khó thoát. Đoàn người xì xào bàn tán, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm cùng Thiên Vũ vực đám người, đã là một nhóm người chết. Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực liên thủ, đây chính là chưa bao giờ có sự tình, Tiêu Phàm bọn họ muốn đối mặt, có thể không chỉ là Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo, còn có mặt khác gần 200 cổ thần cường giả. Tiểu tử, ta nói, sẽ để cho ngươi tháo thành 8 khối, chỉ là không nghĩ đến một màn này đến nhanh như vậy. Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khi hắn biết được Nguyệt Thiên Hạo chuẩn bị đối Thiên Vũ vực tu sĩ động thủ thời khắc, vội vàng triệu hoán mấy chục người chạy đến nơi này, chỉ là hắn không nghĩ đến là, Nguyệt Thiên Hạo đối phó người lại là Tiêu Phàm. Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thân xác bình tĩnh như thường, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể sống qua hôm nay sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng ở Đế Huyết Thành ta không cách nào giết ngươi. Tử Dương Kinh Hồng cười gằn nói, kẻ khác đồng dạng không dám ở Đế Huyết Thành động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn Tử Dương Kinh Hồng không dám, 100 quân công trị, đối với hắn tới nói, vẫn là không khó. Ngươi yên tâm, ngươi trước đó như thế nào giết ta người, ta liền sẽ như thế nào giết ngươi người, ta muốn để ngươi tuyệt vọng, phẫn nộ, nhưng lại không có chút nào xem như. Tử Dương Kinh Hồng càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Trái lại Tiêu Phàm, lại một mực đạm nhiên như gió, căn bản không có chút nào lâm vào tuyệt cảnh giác ngộ. Kiếm huynh, ta biết rõ ngươi thực lực đầy đủ cường đại, chạy ra nơi này không có vấn đề, ta sẽ hết sức ngăn chặn bọn họ. Thanh Minh hít sâu một cái nói, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Tần Sở bọn họ, cũng đều đầu nhập đi dị dạng ánh mắt, chẳng lẽ người này còn có thể giết ra vòng vây hay sao? Không cần, chúng ta đều sẽ hảo hảo sống sót. Tiêu Phàm cười nhìn xem Thanh Minh nói, cho đám người một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu tử này sợ là ở nằm mơ a, giờ này khắc này, hắn còn nghĩ đều sống sót. Đoàn người lắc đầu, người nào đều không coi trọng Tiêu Phàm bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng, Nguyệt Thiên Hạo, còn có dấu đầu lộ đuôi Thần Vô Tâm, không có ý tứ, nhưng các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gì, Thần Vô Tâm, đoàn người nghe được lời này, trong lòng kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ âm thầm còn cất giấu Thần Vô Tâm, kể từ đó mà nói, cái kia chẳng phải là tam đại cổ vực muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Nghĩ tới cái này, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh. Nhanh, giết hắn, hét lớn một tiếng truyền đến, lại là nơi xa mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, cầm đầu một người, ngoại trừ Thần Vô Tâm còn có thể có ai đây? Thanh Minh bọn họ toàn bộ đều khẩn trương đến cực điểm, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhìn xem đám người, lấy ra một cái khay ngọc nói, mọi người không nên phản kháng, một người lên đi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, trong tay hắn khay ngọc đột nhiên chán phóng hừng hực quang hoa, nháy mắt bao phủ đám người. Chương 2491, lần nữa chui vào thượng. Truyền tống trận bàn, Tử Dương Kinh Hồng nghe được Thần Vô Tâm thanh âm, liền thầm nói không ổn, Tiêu Phàm khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau, dù sao, Tiêu Phàm biểu hiện quá phong khinh vân đạm. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm trong tay dĩ nhiên còn có truyền tống trận bàn, khó trách hắn không sợ bọn họ nhiều người như vậy. Giết hắn, Tử Dương Kinh Hồng lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, dẫn đầu xông tới. Nguyệt Thiên Hạo cũng không có bất kỳ do dự nào, hắn rất rõ ràng, Tiêu Phàm bọn họ nếu là mượn nhờ truyền tống trận bàn chạy trốn, về sau muốn tìm tới hắn, khả năng liền khó khăn. Nhìn thấy Thanh Minh bọn họ nguyên một đám biến mất ở nguyên chỗ, mấy người trong lòng càng ngày càng lo lắng. Mọi người cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên đến một chiêu này, nguyên bản bọn họ còn chờ mong Tiêu Phàm cùng bọn họ lớn sát nhất trận đây. Các ngươi đầu tạm thời ghi vào các ngươi trên cổ, lần sau lại từng cái lấy các ngươi mạng chó. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường, sau đó một bước bước vào truyền tống quan môn. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo công kích đã đến, bỗng nhiên đem cái kia truyền tống trận bàn đánh nát, đáng tiếc, Tiêu Phàm bọn họ cũng đã toàn bộ đào tẩu. Giống, Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét, một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý từ trên người hắn bộc phát ra, hư không bỗng nhiên đã nổi lên băng xương, lạnh đến cực điểm. Hắn mang theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp chạy đến, nguyên bản coi là có thể đem Thiên Vũ vực tu sĩ tàn sát sạch sẽ, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có bậc này thủ đoạn, trực tiếp đường chạy. Tử Dương Kinh Hồng, người kia rốt cuộc là người nào? Nguyệt Thiên Hạo lắng lại một cái lửa giận, quay đầu nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng nói. Tử Dương Kinh Hồng rất khó chịu hắn ngữ khí, trầm giọng nói, Nguyệt Thiên Huyền đến mới có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi tính thứ gì? Ngươi, Nguyệt Thiên Hạo sát ý tăng vọt, có thể vừa đến miệng lời, lại xinh xinh nuốt xuống. Luận thực lực, hắn xác thực không phải Tử Dương Kinh Hồng đối thủ, thật muốn động thủ, hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hai vị, lúc này, Thần Vô Tâm đột nhiên đi tới hai người trước người, các ngươi đều muốn giết hắn, ta cũng muốn giết hắn, làm sao không hợp tác một trận? Hợp tác như thế nào? Nguyệt Thiên Hạo nhíu mày, đối Thần Vô Tâm cũng có chút khiêng kỵ. Tử Dương Kinh Hồng trầm mặc không nói, bất quá lại là chấp nhận Thần Vô Tâm ý nghĩ. Người kia có vẻ như quan tâm Thiên Vũ vực người, kể từ đó, chúng ta chỉ cần bắt sống mấy cái Thiên Vũ vực tu sĩ, tái thiết bộ dẫn hắn đến không được sao? Thần Vô Tâm cho hai người truyền âm nói, bình thường Thiên Vũ vực tu sĩ, sợ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói, Tiêu Phàm như thế cường đại thực lực, tâm tính khẳng định không tầm thường, người bình thường, lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm đến chịu chết đây? Bình thường Thiên Vũ vực tu sĩ có lẽ vô dụng, nhưng nếu là người bình thường rất nhiều đây. Nguyệt Thiên Hạo tà tà cười nói, con người băng lãnh vô cùng. Thần Vô Tâm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo. Nguyệt Thiên Hạo lại là có mấy phần đắc ý, nói hơn nữa, trong tay của ta còn có một cái Thiên Võ Thần Sơn nữ nhân, khẳng định có thể hấp dẫn những người kia đến, đến lúc đó, chúng ta lại một mẻ hốt gọn. Cái này biện pháp không sai. Thần Vô Tâm nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không nói, hắn lại nói, hai vị cho tại hạ một cái mặt mũi, các ngươi ân oán tạm thời buông xuống như thế nào? Tốt, Nguyệt Thiên Hạo nhẹ gật đầu, Tử Dương Kinh Hồng lại là không nói, nhưng là không có phản đối. Vậy bây giờ liền bắt đầu hành động a, trước tiên đem tin tức thả ra. Thần Vô Tâm trầm giọng nói, hắn cũng đã hận không thể Tiêu Phàm lập tức chết ở trước mặt hắn. Lại nói Tiêu Phàm một nhóm thông qua truyền tống trận rời đi, bọn họ truyền tống không phải rất xa, chỉ là truyền tống đến Đế Huyết Thành bên ngoài mà thôi. Ở tiến vào Đế Huyết Thành phía trước, Tiêu Phàm đã sớm làm xong chuẩn bị, nếu không mà nói, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả ở Đế Huyết Thành bên ngoài giết người. Cho dù là có thần vương cường giả, Tiêu Phàm tự tin cũng có thể toàn thân mà lùi. Mọi người đều không sao chứ? Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói, đa tạ Kiếm huynh xuất thủ. Đám người lắc đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, bọn họ không nghĩ đến hôm nay còn có thể trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm khoát tay, lơ đễnh nói, mọi người đều là Thiên Vũ vực người, không thể so với khách khí như thế. Kiếm huynh là Thiên Vũ vực, Kiếm tử đám người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, ta cùng với Tiêu Phàm là bằng hữu. Tiêu Phàm gật đầu nói, hắn vẫn là không nghĩ bại lộ bản thân chân chính thân phận. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Lôi Viêm Vương nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói, vừa mới hắn đều khẩn trương không được. Bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, muốn làm, liền làm một trận lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Kiếm công tử, Thanh Mộc Tuyền sư tỷ còn trong tay bọn hắn, bọn họ nếu là cầm Thanh Mộc Tuyền sư tỷ còn có những người khác uy hiếp ngươi. Thanh Dạ Vũ lo lắng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là quên, Thiên Vũ vực còn có không ít tu sĩ rơi vào Nguyệt Thiên Hạo bọn họ trong tay. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm nói, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi, còn có các vị, các ngươi đều lưu ở nơi này, ta lại về một chuyến Đế Huyết Thành. Không được, quá nguy hiểm. Thanh Minh không chút do dự phủ định nói. Ta nếu muốn đi, ngươi cảm thấy rất khó sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhìn thấy bọn họ còn chuẩn bị nói cái gì, hắn lại nói, huống chi, ta nhường các ngươi lưu lại, cũng không phải nhường các ngươi chơi ba ba chờ ta ở đây, mà là có chút việc muốn phiền phức các ngươi. Kiếm huynh có việc cứ việc phân phó. Long Phi Vũ không chút do dự nói, hôm nay Tiêu Phàm cứu bọn hắn một mạng, giúp chút ít việc tự nhiên sẽ không do dự. Vậy liền đa tạ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Ma, lấy ra một cái trận bàn nói, Tiểu Bạch, lần này ngươi cũng đừng trang cái gì cũng đều không hiểu. Yên tâm, bản đế một ngày bên trong giải quyết, đến lúc đó, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Bạch Ma ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay khay ngọc. Đám người không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đánh bí hiểm gì, bất quá nghe được Bạch Ma mà nói, trong lòng hơi hơi chấn động. Kiếm tử cùng Thi Hoàng tử hai người lại là ánh mắt chớp lên, nhìn nhau, tựa như đều nhìn ra đối phương trong mắt phỏng đoán. Tiêu huynh đầu kia bạch sắc tiểu cẩu, không phải cũng là xưng hô Tiểu Bạch, hơn nữa tự xưng bản đế sao? Kiếm tử cho Thi Hoàng tử truyền âm hỏi, ngươi là hoài nghi kiếm huynh liền là Tiêu Phàm? Thi Hoàng tử con ngươi ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trên người bồi hồi. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao? Kiếm tử cười nhẹ truyền âm nói. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hai người ý nghĩ, giao phó xong Bạch Ma, hắn liền chuẩn bị lần nữa chui vào Đế Huyết Thành. Kiếm công tử, ta với ngươi đi. Thanh Dạ Vũ khẽ cắn môi, hít sâu một cái đi theo. Tiểu muội, ngươi đi chỉ làm liên lụy kiếm huynh. Thanh Minh vội vàng kêu lên, hắn tin tưởng, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn rời đi không có người nào có thể đỡ nổi. Nhưng là Thanh Dạ Vũ cùng đi lên, vậy coi như khó mà nói. Cũng tốt, Thiên Vũ vực người, ta cũng không quen biết. Nhưng Thanh Minh không nghĩ đến là, Tiêu Phàm gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra. Tiêu Phàm đều nói như vậy, Thanh Minh còn có thể nói cái gì đây? Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ rời đi, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Ma trên người, đám người trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi gọi ta Bạch Đế a, vị này là Lôi Viêm Vương. Bạch Ma ho khan một tiếng, Bạch Đế, Lôi Viêm Vương tiền bối, chúng ta hiện tại cần làm cái gì? Thanh Minh nói không cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, hai người trên người phát ra khí tức, rõ ràng so bọn họ đều muốn mạnh hơn nhiều. Bố trí một cái tuyệt thế sát trận, diệt cái kia tam đại cổ vực người. Bạch Ma lạnh như băng phun ra một câu, trong mắt sát ý mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm. Chương 2492, lần nữa chui vào hạ. Lại nói Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ lần nữa chui vào Đế Huyết Thành, hai người đi tới cửa thành cách đó không xa, lại là phát hiện không ít tuần tra đội ngũ chính đang kiểm tra. Kiếm công tử, làm sao bây giờ? Thanh Dạ Vũ lo lắng nói, nàng một mực không nghĩ vấn đề này, cho là có Tiêu Phàm ở, liền có thể tùy tiện tiến vào Đế Huyết Thành. Tất cả nghe ta, không có việc gì. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên ôm lấy Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ kêu sợ hãi một tiếng, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ ôm bản thân. Nàng còn là lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc, nhịp tim tức khắc gia tốc lên, tựa như muốn từ cuống họng miệng nhảy ra đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng như táo đỏ, kiều nộn ướt át. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Thanh Dạ Vũ cái kia mỹ mạo dung nhan, dù là ở nàng tất cả gặp qua nữ nhân bên trong đều xếp hàng trên. Da thịt trắng như tuyết, yêu kiều một nắm bờ eo thon, bạo mãn ngạo nghễ dáng người, không cái nào không nổi bật ra nàng cái kia tuyệt thế vưu vật chi tư. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ bên ngoài, hắn còn là lần thứ nhất cùng một cái nữ tử như thế tiếp xúc, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Dạ Vũ do dự một cái, tay trắng bao quanh Tiêu Phàm cái cổ, khuôn mặt nhỏ rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, rất có một loại y như là chim non nép vào người cảm giác, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Tiêu Phàm mới vừa muốn nói cái gì, nhưng vừa đến miệng lời lại không có nói ra miệng, bất quá trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên đem Thanh Dạ Vũ mang đến đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân xuất hiện cửu tiêu đạp thiên ngoa, cực tốc hướng về cửa thành lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm đi tới cửa thành phụ cận lúc, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần du bộ, cả người hóa thành một trận gió, căn bản bắt không đến hắn bóng dáng. Cái kia tốc độ, hoàn toàn giống như thuấn di, cũng liền một cái nháy mắt, Tiêu Phàm liền cũng đã xông vào Đế Huyết Thành. Thật lớn gió, thật là chuyện lạ. Cái kia tuần tra tướng sĩ nhìn một chút bốn phía, cuối cùng phiền muộn phun ra một câu. Tiếp tục tuần tra, Thiên Vũ vực người, một cái đồ đừng buông tha. Một cái khác tướng sĩ quát khẽ một tiếng, cũng không có ở vượt vừa mới dị thường. Đế Huyết Thành một cái xó xỉnh bên trong, Tiêu Phàm ôm lấy Thanh Dạ Vũ lách mình xuất hiện, nhìn thấy khắp nơi không người, tức khắc cũng thở dài một hơi. Uy, có thể xuống. Tiêu Phàm nhìn xem trong ngực Thanh Dạ Vũ, quát khẽ. Đến, Thanh Dạ Vũ cái đầu nhỏ mới từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà ra, khi thấy bốn phía cảnh sắc lúc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đến, ngươi có thể xuống. Tiêu Phàm cũng đã buông xuống Thanh Dạ Vũ, có thể hai đầu kia tay trắng, lại một mực như thủy xà đồng dạng quấn quanh ở hắn trên cổ, nhưng Tiêu Phàm có chút buồn bực. Thanh Dạ Vũ nghe vậy, vội vàng buông ra hai tay, vừa lúc cùng Tiêu Phàm bốn mắt tương đối, lờ mờ có thể nghe được Tiêu Phàm cái kia nặng nề hơi thở, cũng có thể ngửi được nam nhân trên người đặc thù vị đạo. Thanh Dạ Vũ vụng trộm tham lam mút hút vài hơi, tựa như sợ cũng không còn cơ hội cùng Tiêu Phàm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một dạng. Đột nhiên, Thanh Dạ Vũ phát hiện bản thân thật giống như bị cái gì đứng vững đồng dạng, dịu dàng nói: Kiếm công tử, ngươi kiếm đẩy đến ta. Kiếm đẩy đến ngươi. Tiêu Phàm khóe miệng nhỏ bé rút, nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân trung quy là huyết khí phương cương thanh niên a, cùng một cái tuyệt thế vưu vật khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nếu như còn không có phản ứng, vậy liền thật không phải nam nhân. Để cho Tiêu Phàm phiền muộn là, hiếu kỳ cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, một cái tay càng là hướng về chuôi kiếm này sờ soạng. Chuôi kiếm này không thể cho ngươi sờ. Tiêu Phàm vội vàng quay người, vận chuyển thần lực, chậm rãi đem cỗ kia huyết khí ép xuống, trong lòng thì là xấu hổ không thôi. Nhiều năm như vậy đến nay, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ gặp qua như thế cẩu huyết sự tình, chỉ có thể ra vẻ trấn định hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tiến đến. Thanh Dạ Vũ tựa như nhớ tới cái gì, một mặt thẹn thùng, từ bên tai hồng đến cổ, trong lòng ngượng ngập nói: Thanh Dạ Vũ, ngươi đều làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm đi xa, Thanh Dạ Vũ vội vàng đi theo, nếu để cho U Vân phủ người nhìn thấy, trong mắt bọn họ thiên chi kiêu nữ giờ phút này dĩ nhiên giống như một tiểu nữ hài đồng dạng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm lại là xem như điềm nhiên như không có việc gì, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, ở đường phố tùy ý tìm cá nhân, đã hỏi tới Huyền Thiên cổ vực cung điện vị trí, không bao lâu, hai người liền thấy được một tòa cổ phác thở mạnh cổ lão cung điện. Kiếm công tử, chúng ta như thế đi qua được hay không? Thanh Dạ Vũ lo lắng nói. Vậy ngươi còn muốn làm sao vượt qua? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Dạ Vũ, lập tức cười nói: Yên tâm đi, Nguyệt Thiên Hạo bọn họ đoán chừng cũng đã truy sát chúng ta đi, ta cam đoan hắn vị trí địa phương trống rỗng. Ta tin tưởng ngươi. Thanh Dạ Vũ nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm cường đại cũng đã triệt để chinh phục nàng. Chỉ là nàng không biết là, Tiêu Phàm đối với nàng căn bản không có quá nhiều ý nghĩ. Tiêu Phàm lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể xác thực chậm rãi biến hóa, khi thấy Tiêu Phàm biến hóa hình dạng, Thanh Dạ Vũ dọa cho phát sợ. Kiếm công tử, người đây là... Thanh Dạ Vũ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì giờ phút này Tiêu Phàm khuôn mặt cũng đã biến thành Nguyệt Thiên Hạo bộ dáng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, Thanh Dạ Vũ tuyệt đối sẽ coi là trước mắt người liền là Nguyệt Thiên Hạo, bởi vì liền thần lực ba động đều giống nhau như đúc. Cùng ở ta phía sau, ta mang ngươi đi vào. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Thanh Dạ Vũ còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm liền cũng đã đạp không mà lên, trực tiếp hướng về cái kia cung điện bay đi. Công tử, ngài làm sao trở về? Cung điện cửa ra vào mấy cái tu sĩ nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo trở về, vội vàng tiến lên cung kính một xá nói. Coi chừng nơi đây, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, thậm chí ngay cả thanh âm đều giống nhau như đúc. Là, mấy người nào dám phản bác, cung kính nhẹ gật đầu. Bọn họ dư quang lại là rơi vào Thanh Dạ Vũ trên người, cái kia tuyệt thế dung nhan, nhưng bọn họ nội tâm một trận sao động, có loại lập tức nhào đi lên xúc động. Đi, chúng ta hảo hảo sung sướng một chút. Tiêu Phàm ngăn đón Thanh Dạ Vũ bả vai, không kiêng nể gì cả đi vào cung điện. Thanh Dạ Vũ một mặt thẹn thùng, mặc cho Tiêu Phàm ôm, đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Phàm trên bờ vai, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Kỳ quái, cái kia Thanh Dạ Vũ không phải chạy a, hơn nữa nàng không phải thể sống chết không theo công tử sao? Làm sao hiện tại một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng? Trong đó một cái thanh bào tu sĩ nghi ngờ nói, nhìn nàng xuyên như thế phóng đãng liền biết, trước đó chỉ bất quá cố ý làm cho công tử nhìn mà thôi, một cái nho nhỏ thiên vũ vực nữ tử, có thể trở thành công tử nữ nhân, thế nhưng là hắn số đời tu luyện phúc phận. Một cái khác tu sĩ hơi có chút ghen ghét hỏi, nhỏ giọng một chút, đừng để công tử nghe được, bất quá lại nói trở về, nếu là để cho ta cùng nàng điên cuồng một đêm, dù là sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Thanh bào tu sĩ nói nhỏ, cắt, 10 năm đối với cổ thần cảnh tu sĩ tới nói tính cái gì, nhưng lão tử sống ít đi 100 năm đều nguyện ý. Một cái khác tu sĩ cười nói, những người này lời nói rõ ràng rơi vào Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ trong tai, Thanh Dạ Vũ vừa thẹn lại giận, mới vừa chuẩn bị nổi giận, Tiêu Phàm lại là trực tiếp đóng cửa điện. Đại điện bên trong không có một ai, Tiêu Phàm linh hồn chi lực đã sớm dò xét qua, cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì cả đi tiến đến. Nơi này có mấy gian thiên điện, nhìn xem phải chăng có người giam giữ ở chỗ này. Tiêu Phàm giả bộ như cái gì đều không nghe được đồng dạng, cho Thanh Dạ Vũ một cái ánh mắt, bản thân hướng về một gian thiên điện đi tới. Tốt, Thanh Dạ Vũ gật gật đầu, hướng một bên khác đi đến, bọn họ thế nhưng là đến giải cứu thiên vũ vực tu sĩ, sự tình khác trước vứt qua một bên. Chương 2493, không bằng xúc sinh. Tiêu Phàm đi tới một gian thiên điện phía trước, thiên điện trong môn bố trí mấy đạo cấm chế, bất quá cái này đối thân làm thần điêu sư Tiêu Phàm tới nói, căn bản không tính cái gì. Tới ta bên này, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Thanh Dạ Vũ nói, cái này cấm chế không thả ở trong mắt của hắn, nhưng Thanh Dạ Vũ có thể chưa hẳn có thể phá được. Một phần vạn làm ra động tĩnh lớn, khó tránh khỏi kinh động đến bên ngoài người. Thanh Dạ Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, điện trong môn mới cấm chế tức khắc chậm rãi tiêu tán mà ra. Ầm vang, cửa điện mở ra, một cỗ mục nát mùi thối tốc thẳng vào mặt, Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ hai người sắc mặt biến hóa, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thiên điện bên trong tia sáng 10 phần lờ mờ, bất quá lấy bọn hắn hai người trong mắt, toàn bộ đều nhìn nhất thanh nhị sở, một cỗ vô danh lửa giận nháy mắt tuôn ra chạy lên não. Tiêu Phàm trên người càng là bộc phát ra băng lãnh sát khí, cả tòa đại điện nháy mắt giống như vạn năm hầm băng. Cũng khó trách hai người như thế phẫn nộ, khắc sâu vào hai người tầm mắt không phải gì khác, mà là một bộ cũng đã hư thối thi thể, lờ mờ có thể rõ ràng phân rõ đi ra, đó là một cái nữ tử. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là nữ tử trên người không đến mảnh vải, toàn bộ thân thể toàn bộ đều bại lộ ở trong không khí, bộ dáng 10 phần thê thảm. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu nên bầm thây vạn đoạn Nguyệt Thiên Hạo, chết không yên lành. Thanh Dạ Vũ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, răng mài đến vang lên kèn kẹt. Tiêu Phàm cũng không tốt gì, cái kia nữ tử tử trạng quá thê thảm, đơn giản liền là cực kỳ bi thảm, cái này thật không phải người có thể làm ra đến, đơn giản liền là súc sinh. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong lòng càng là kiên định diệt sát Nguyệt Thiên Hạo quyết tâm. Tiêu Phàm quét thiên điện bên trong một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ Thanh Dạ Vũ bả vai nói, đem nàng thi thể mang đi, tìm địa phương an táng. Tiêu Phàm không có khinh nhờn cái kia nữ tử thi thể, cho dù là người chết, hắn cũng đồng dạng tôn trọng. Thanh Dạ Vũ gật gật đầu, nàng trong lòng lại là nghĩ tới càng nhiều, nếu như không phải Tiêu Phàm cứu được nàng, vậy nàng kết cục có phải hay không cũng là như vậy chứ? Chỉ là ngẫm lại, Thanh Dạ Vũ liền toàn thân run một cái, loại kết cục này, là nàng nằm mơ đều sẽ không muốn. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, Thanh Dạ Vũ trong mắt lóe qua một vòng nhu hòa ánh sáng, trong lòng chậm chạp nói, nam nhân nên giống kiếm công tử một dạng chính trực. Hít sâu một cái, Thanh Dạ Vũ quay người đến gần gian phòng, mà Tiêu Phàm lại là đi tới tòa tiếp theo thiên điện. Mở ra thiên điện, Tiêu Phàm hoàn toàn ngốc trệ tại đó, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại lên, mặt như băng xương, trên trán nổi gân xanh. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nhắm lại hai mắt, mà lúc này, Thanh Dạ Vũ từ đâu thiên điện bên trong đi ra, trong mắt hàm chứa nước mắt, rút tiếng nói, kiếm công tử, người này là Tử Vũ Phong một cái sư tỷ, nàng chết thật thê thảm. Nguyệt Thiên Hạo cái này xúc sinh, giết hắn đều tiện nghi hắn. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, oán hận tránh ra bên cạnh thân thể đều đang hơi hơi run rẩy. Thanh Dạ Vũ không biết vì sao, chậm rãi hướng về căn thứ hai thiên điện đi đến, làm nàng nhìn thấy bên trong tất cả lúc, thân thể mềm mại run lên, kém chút mềm ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Thanh Dạ Vũ, hắn đã có chút hối hận, sớm biết rõ không nên mang Thanh Dạ Vũ đến nơi này. Thanh Dạ Vũ bừng bít lấy miệng, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào kêu lên, Vũ Nhu tỷ. Căn thứ hai thiên điện bên trong cũng đồng dạng nằm một cái nữ tử thi thể, nửa người trên váy dài phá toái, địa phương khác lại bại lộ ở trong không khí, bốn phía máu tươi cũng đã biến thành hắc sắc. Các ngươi không phải nói Vũ Nhu tiên tử đã chết sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, cũng khó trách hắn nghi hoặc, Thanh Minh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Vũ Nhu tiên tử cùng Mạc Lâm chết rồi, nhưng bây giờ Vũ Nhu tiên tử thi thể tại sao lại ở chỗ này? Xúc sinh hành vi, Nguyệt Thiên Hạo nàng liền người chết đều không buông tha. Thanh Dạ Vũ oán hận gầm rú nói, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra hai cỗ lệ khí, tuy nhiên hắn đã có phỏng đoán, nhưng từ Thanh Dạ Vũ trong miệng chứng thực, trong lòng vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Liền người chết đều muốn lăng nhục, đây không phải xúc sinh hành vi lại tính cái gì. Ta đến lúc đó sẽ móc ra lòng hắn, nhìn xem đến cùng có phải hay không lòng người. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giết người vô số, cũng gặp qua không ít máu chảy thành sông tràng diệt, nhưng dạng này sự tình, còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này đã hoàn toàn siêu việt làm người ranh giới cuối cùng. Sinh chính là người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ ít, trước mắt sự tình, ở Tiêu Phàm nhìn đến, tuyệt đối không phải người sẽ đi làm. Nguyệt Thiên Hạo, đơn giản liền là xúc sinh. Không, liền xúc sinh đều không bằng. Kiếm công tử, còn mời giữ bí mật, việc này không muốn để cho ta ca biết rõ, nếu không hắn biết điên. Thanh Dạ Vũ sắc mặt trắng bệch, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, không biết như thế nào mở miệng, hồi lâu mới nói, đứng ở ta góc độ, một cái nam nhân có quyền lợi đi biết rõ bản thân thích nữ nhân tất cả, cũng có trách nhiệm đi cho mình âu yếm nữ nhân báo thù. Thanh Dạ Vũ thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, cuối cùng cắn răng, không nói cái gì, hiển nhiên xem như chấp nhận Tiêu Phàm ý nghĩ. Nàng trong lòng lại là đang trầm tư, nếu như chút chuyện này phát sinh trên người mình đây, chẳng lẽ muốn giấu giếm sao? Hít sâu một cái, Thanh Dạ Vũ đi vào thiên điện, đem Vũ Nhu tiên tử thi thể cũng thu vào trong càn khôn giới. Tiêu Phàm lần nữa đi hướng phía dưới một gian thiên điện, bất quá giờ phút này, hắn lại có chút không dám mở ra, một phần vạn bên trong lại là trước đó nhìn thấy một màn đây. Các nàng mặc dù chết rồi, nhưng là hẳn là nhập thổ vi an. Tiêu Phàm cắn răng nói, những cái này chết đi nữ tử, trên cơ bản đều là thiên vũ vực người, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng xem như thiên vũ vực tu sĩ, có trách nhiệm đem các nàng thi thể mang đi. Tiêu Phàm vẫn là mở ra tiếp theo thiên điện, quả nhiên như hắn sở liệu, bên trong đồng dạng là một bộ nữ tử thi thể. Đây là Bách Lý nhất mạch một vị sư muội, từng có qua gặp mặt một lần. Thanh Dạ Vũ thanh âm đã có chút suy yếu, thân làm nữ nhân, nàng tự nhiên có thể nhất cảm giác cùng cảnh ngộ. Nàng đem cái kia nữ tử thi thể, lần nữa thu nhập trong càn khôn giới. Đây là Thanh Mộc nhất mạch một vị sư tỷ, đây là Thất Tinh phủ một vị sư muội. Mỗi nhìn thấy một bộ thi thể, Thanh Dạ Vũ thanh âm liền thấp mấy phần, đại điện hai bên, hết thảy có 10 tòa thiên điện, Tiêu Phàm cũng đã mở ra 9 tòa, mỗi một tòa bên trong đều có một bộ thi thể, không chút ngoại lệ. Tiêu Phàm đứng ở cuối cùng một tòa thiên điện bên ngoài, đã có chút chù chừ, hắn nội tâm đều bắt đầu kinh hoàng, không biết bên trong chết lại là ai sẽ. 9 cái nữ tử, trước người đều là thiên vũ vực số 1 số 2 thiên chi kiều nữ, được thiên vũ vực tu sĩ ái mộ, nhưng bây giờ, toàn bộ đều chết ở Nguyệt Thiên Hạo tên cầm thú kia trong tay. Nếu như hiện tại nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới đế huyết thành quy củ, tuyệt đối sẽ đem hắn giết chết. Nguyệt Thiên Hạo, người tốt nhất hiện tại đừng trở về. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra, chỉ là dạng này quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo nói, kiếm công tử, mở ra a. Thanh Dạ Vũ cũng đã chết lặng, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Tiêu Phàm gật gật đầu, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, cuối cùng một gian thiên điện phía trên cấm chế bắt đầu tiêu tán mà ra, Tiêu Phàm cũng đã không dám đi mở ra cửa điện. Ta tới a, Thanh Dạ Vũ suy nghĩ một chút nói, vẫn là ta tới đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn xem liền đứng cũng không vững Thanh Dạ Vũ, hắn biết rõ, có chút sự tình, còn phải nam nhân đi làm. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra chậm rãi đẩy ra cửa điện, hắn động tác rất chậm, bởi vì trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn, hy vọng cái này người trong thiên điện còn có thể sống sót. Một cái không trọng thạch cửa, Tiêu Phàm dòng dã bỏ ra mấy tức thời gian mới mở ra một đạo nhỏ bé hiệp phùng, có thể nghĩ lòng hắn tình trầm trọng. Hồng hộc, cũng liền ở cái kia hiệp phùng mở ra thời khắc, một đạo lợi mang đột nhiên từ đâu hiệp phùng bên trong sông ra, thẳng đến Tiêu Phàm mặt mà đến. Chương 2494, giải cứu. Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ kia nhiếp nhân tâm phách lợi mang, thân thể bản năng hướng hậu phương thối lui, đồng thời xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy, đạo kia lợi mang ở trưởng cương va chạm phía dưới, bỗng nhiên bạo tán mà ra. Đồng thời, hắn trưởng cương khí thế không giảm mảy may, lần nữa tiến lên, cửa điện ầm vang nổ tung. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức nghiền ép mà ra, nháy mắt bao phủ cả tòa thiên điện, bên trong một màn tức khắc bại lộ ở mắt hắn ra phía dưới. Thiên điện trên giường, nửa ngồi lấy một cái toàn thân rác rưởi nữ tử, thân thể cơ hồ toàn bộ đều bại lộ ở trong hư không. Bất quá Tiêu Phàm lại không tâm nhìn những cái này, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nữ tử trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cao hứng là, dĩ nhiên còn có một cái sống sót, mình cũng tính ra kịp thời, nếu không mà nói, nữ tử này 89 phần 10 cũng sẽ chết ở nơi này. Chỉ là hắn Tiếu Dung, ở cái kia nữ tử nhìn đến, lại là ma quỷ Tiếu Dung. Nữ tử không lo được bản thân thân thể bại lộ, lấy tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, người còn sống. Nữ tử lao ra khỏi phòng một sát na kia, Thanh Dạ Vũ tức khắc kinh hỉ hét lớn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử không phải kẻ khác, chính là Thanh Mộc Tuyền, bị Nguyệt Thiên Hạo chộp tới nơi này, mỗi ngày đều sẽ bị Nguyệt Thiên Hạo trà đạp một lần. Dạ Vũ sư muội, ngươi làm sao ở nơi này? Thanh Mộc Tuyền nhìn thấy Thanh Dạ Vũ một sát na kia, trên mặt hơi kinh hãi, đây cũng là nàng mấy tháng này đến, nói câu nói đầu tiên. Lập tức, nàng cái kia cừu hận ánh mắt sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc dù đứng không vững, nhưng cỗ kia sát ý, lại là nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này cỡ nào đại thù hận, mới có thể bộc phát ra lớn như thế sát khí a. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Thanh Mộc Tuyền thân thể nổ bắn mà ra, một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nàng bị Nguyệt Thiên Hạo tàn phá mấy tháng, rốt cục ở thời khắc này toàn bộ đều bại lộ ra. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, dừng tay. Thanh Dạ Vũ kêu to, nàng không nghĩ tới Thanh Mộc Tuyền dĩ nhiên muốn giết Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo, cầm thú không bằng đồ vật, ngươi còn muốn che chở nàng, ta ngay cả ngươi đều giết. Thanh Mộc Tuyền lạnh lùng quét Thanh Dạ Vũ một cái, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Thanh Dạ Vũ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là vội vàng hét lớn, hắn không phải Nguyệt Thiên Hạo, là Kiếm Hồng Trần Kiếm công tử. Thanh Mộc Tuyền hiển nhiên không tin, một chưởng không chút do dự oanh ra, cơ hồ là đã dùng hết nàng toàn thân lực lượng. Tiêu Phàm không muốn thương tổn Thanh Mộc Tuyền, một chưởng đem nàng đẩy lui, trầm giọng nói, Thanh Mộc Tuyền, ta không phải Nguyệt Thiên Hạo. Dứt lời, không đợi Thanh Mộc Tuyền phản ứng, Tiêu Phàm lại biến thành Kiếm Hồng Trần bộ dáng. Thanh Mộc Tuyền chuẩn bị lần nữa động thủ, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, vội vàng ngừng thân hình, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi thật không phải Nguyệt Thiên Hạo. Không phải, ta là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mở ra bàn tay, một thân nam tính áo bào xuất hiện ở trong tay, ném cho Thanh Mộc Tuyền. Thanh Mộc Tuyền sắc mặt hơi hơi đỏ lên, dù là bị Nguyệt Thiên Hạo giày xéo nhiều như vậy lần, có thể thân vô thốn lũ bại lộ ở một cái nam nhân trước mặt, nàng vẫn có chút không quen. Tiêu Phàm quay đầu đi chỗ khác, tĩnh yên lặng chờ đợi Thanh Mộc Tuyền mặc y phục. Ta đây tàn hoa bại liễu thân thể, ô uế Kiếm công tử mắt. Thanh Mộc Tuyền rốt cục xem như tin tưởng Tiêu Phàm, nếu như là Nguyệt Thiên Hạo, ánh mắt kia sẽ không như thế tinh khiết. Ngươi nói quá lời, ở trong mắt ta, ngươi là Thiên Vũ vực nữ trung hào kiệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không phải lấy lòng Thanh Mộc Tuyền, mà là phát ra từ nội tâm tán thưởng, từ vừa mới sự tình, Tiêu Phàm cũng đã đoán được một chút. Thanh Mộc Tuyền bị Nguyệt Thiên Hạo giam cầm ở bên trong, khẳng định phong ấn tu vi, thậm chí cướp đi Càn Khôn giới, liền tựa như lúc trước Thanh Dạ Vũ một dạng. Có thể Thanh Mộc Tuyền lại chịu nhục, mạnh mẽ phá vỡ tu vi phong ấn, nghĩ ở thời điểm then chốt ám sát Nguyệt Thiên Hạo báo thù, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Tu La Điện bồi dưỡng tinh anh, đoán chừng cũng rất ít có người có thể làm được một bước này. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra mấy quả đan dược, nhưng Thanh Mộc Tuyền ăn vào, chốc lát sau đó, Thanh Mộc Tuyền thể nội thương thế liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thanh Mộc Tuyền nguyên bản coi là trước mắt nam tử sẽ khinh bỉ bản thân, có thể nàng từ Tiêu Phàm lời nói cùng trong cử chỉ, nghe được đều là chân thành, trong lúc nhất thời, nàng đối trước mắt nam tử có chút lau mắt mà nhìn. Tuyền sư tỷ, cùng chúng ta đi thôi. Thanh Dạ Vũ sợ Thanh Mộc Tuyền có không tốt ý nghĩ, vội vàng khuyên giải nói. Nếu là đổi lại là nàng, đoán chừng là không thể nào chịu nhục sống sót. Ta không đi, ta muốn giết Nguyệt Thiên Hạo, lại kết thúc này tàn khu. Thanh Mộc Tuyền lắc lắc đầu, con người kiên định vô cùng. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng đối tử vong cũng đã hoàn toàn coi nhẹ, thân làm Thiên Võ Thần Sơn thiên tài một trong, nàng tự nhiên có nàng ngạo khí. Nguyệt Thiên Hạo lăng nhục nàng thân thể, có thể nàng tâm vẫn như cũ như thế cô ngạo. Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh, có tài đức gì để ngươi chôn cùng, ngươi không cảm thấy xem trọng hắn sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ta lấy không còn mặt mũi lại sống sót. Thanh Mộc Tuyền lắc lắc đầu, nàng cũng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nàng cái kia băng thanh ngọc khiết thân thể, bị Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh chiếm hữu, lúc trước không có tự sát, cũng đã 10 phần khó được. Nếu như trên đời nữ tử cũng giống như ngươi suy nghĩ một dạng, nữ nhân đều muốn dạng này đến chuộc tội, cái kia mỗi ngày muốn chết bao nhiêu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Thanh Mộc Tuyền, ta đại biểu Tu La Điện, mời ngươi gia nhập. Tu La Điện, Thanh Mộc Tuyền hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm lời nói, nàng không biết Tiêu Phàm coi trọng nàng cái nào một điểm, dĩ nhiên dạng này vì nàng nói chuyện, bất quá nàng càng thêm buồn bực Tu La Điện là vật gì. Nếu như ngươi không muốn chết, ta sẽ nói cho ngươi. Tiêu Phàm không có làm nhiều trả lời, ở hắn nhìn đến, Thanh Mộc Tuyền đầy đủ một cái chân chính sát thủ đầy đủ tất cả phẩm chất, dù là nàng là một cái nữ nhân. Nhìn thấy Thanh Mộc Tuyền còn muốn nói cái gì, lại nói, Thanh Mộc Tuyền, nơi này ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có hay không những người khác? Có, Thanh Mộc Tuyền nhẹ gật đầu, thoại âm rơi xuống, nàng lách mình hướng về cung điện chính giữa đi đến, sau đó đẩy ra cái kia chỗ ngồi, hậu phương vách tường đột nhiên nhanh chóng di động, một đầu u sâm thông đạo xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Thiên Vũ vực người đều nhốt tại bên trong, Thanh Mộc Tuyền hít sâu một cái nói, bên trong có một chút tỉ muội, đoán chừng cũng đã chịu khổ Nguyệt Thiên Hạo độc thủ. Nguyệt Thiên Hạo đơn giản chính là một xúc sinh, Thanh Dạ Vũ phẫn nộ nói. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, lách mình liền hướng lấy thông đạo chỗ sâu đi đến, xuyên qua thông đạo, bên trong có từng tòa nhà tù, nhốt không ít tu sĩ. Linh hồn chi lực quét qua, có hơn 100 người in vào Tiêu Phàm tầm mắt, trong đó đại bộ phận đều là nữ tử. Nguyệt Thiên Hạo bắt nhiều như vậy nữ nhân làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn có thể không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo chỉ là vì đùa giỡn, khẳng định có cái khác tác dụng. Nghi hoặc về nghi hoặc, Tiêu Phàm vẫn là từng cái cứu ra tất cả mọi người, việc cấp bách là rời đi nơi này, nếu là Huyền Nguyệt cổ vực người phát hiện, vậy coi như phiền toái. Tuyền sư tỷ, người rốt cục tới cứu chúng ta, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai cái kia xúc sinh, đem chúng ta bắt đến cho Nguyệt Thiên Hạo, nhất định muốn bọn họ chết không yên lành. Tuyền sư tỷ, các ngươi trước rời đi nơi này, không cần phải để ý đến chúng ta trốn không thoát. Tuyền sư tỷ, cứu chúng ta. Đám người nhìn thấy Thanh Mộc Tuyền, toàn bộ đều thần sắc kích động lên. Bọn họ bị giam giữ hồi lâu, đại bộ phận người cũng đã coi nhẹ sinh tử, đương nhiên cũng có một chút tham sống sợ chết người, chỉ muốn rời đi nơi này. Kiếm công tử, có thể đem bọn họ đều cứu đi. Thanh Mộc Tuyền hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm, để cho nàng cứu nhiều người như vậy rời đi, hiển nhiên là không có khả năng. Nói câu không dễ nghe, hắn liền tự thân đều khó bảo toàn, cho nên đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn hướng Tiêu Phàm. Chương 2495, Tôn nghiêm kẻ yếu. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, Thanh Mộc Tuyền trong lòng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng biết rõ, cái này không có thể trách cứ Tiêu Phàm, dù sao một người thực lực có hạn. Nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm lời nói, lại là nhường Thanh Mộc Tuyền cùng đám người ánh mắt tỏa sáng. Ta có thể cứu bọn họ rời đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thật, Thanh Dạ Vũ cũng từ đáy lòng kích động nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, có thể coi như cứu các ngươi rời đi, lần sau các ngươi lại bị bắt đây. Đám người trầm mặc, bọn họ thực lực, cơ hồ không có khả năng là Huyền Nguyệt cổ vực đối thủ, Nguyệt Thiên Hạo muốn đối phó bọn hắn, quá đơn giản. Chúng ta bỏ chạy cái khác thành trì, bách sát chiến trường rất lớn, bọn họ không có khả năng đuổi theo chúng ta. Không sai, bách sát chiến trường ngoại vi thành trì liền nhiều đến 81 tòa, nhân tộc Tam Thiên vực đều có người, chúng ta đi cái khác thành trì mặc dù nguy hiểm, nhưng là tổng tựa như ở trong này bị dằn vặt. Vị này công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta rời đi, cái khác chúng ta không cần ngươi lo, ngài ân tình, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là bị dị ma giết chết, cũng tốt hơn chết ở Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh trong tay. Nhà tù phòng đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả mọi người đều tràn đầy đối với mình từ hướng tới. Trốn tránh không phải biện pháp, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, coi như các ngươi trốn khỏi bách sát chiến trường, về sau rời đi, trở lại Thiên Vũ vực đây. Các ngươi cảm thấy Nguyệt Thiên Hạo sẽ không đối Thiên Vũ vực xuất thủ sao? Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều luống cuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Muốn sống sót, trốn tránh không phải biện pháp. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói, những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực, đám người nghe vậy, toàn bộ đều hít vào ngụm khí lạnh, dù là Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền cũng kinh ngạc không thôi, các nàng chưa bao giờ dám hướng phương diện này nghĩ. Huyền Nguyệt cổ vực, sở dĩ thân làm cổ vực, đó là bởi vì có cổ thần cảnh cường giả tọa chấn, Thiên Vũ vực một cái liền thần vương cảnh đều 10 phần thưa thất phổ thông địa vực, há lại hắn đối thủ. Nói câu không dễ nghe, Thiên Vũ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực khai chiến, đơn giản liền là trứng gà đụng thạch đầu, không có phần thắng chút nào. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có lớn như thế dã tâm, tựa như hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực, chỉ là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Các ngươi không đi thử qua, sao không biết rõ không có khả năng đây? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trốn tránh cũng là chết, cùng Huyền Nguyệt cổ vực khai chiến, cũng là chết, cả hai đều là chết, các ngươi lại có cái gì đáng sợ? Thế hệ chúng ta tu sĩ, thà chết đứng, cũng không quỳ mà sống. Thà chết đứng, cũng không quỳ mà sống. Tiêu Phàm lời nói tựa như một đạo kinh lôi đồng dạng vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu, rất nhiều người lộ ra như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Đúng vậy a, dù sao đều là chết, vì sao muốn quỳ chết, mà không đứng lấy chết đây? Huyền Nguyệt cổ vực cố nhiên cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng nào a, huống hồ, chỉ cần đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Chỉ cần chờ thế lực đầy đủ cường đại, lại giết trở về, diệt đi Huyền Nguyệt cổ vực vẫn là có cơ hội. Thanh Dạ Vũ suy suy nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, trong lòng thầm nói, lúc này mới hẳn là ta Thanh Dạ Vũ nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thanh Mộc Tuyền ánh mắt cũng phát sinh một tia biến hóa, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Mọi người không cần nghĩ bết bát như thế, Huyền Nguyệt cổ vực người, cũng không phải vô địch, bách sát chiến trường, là cho cường giả không sai, nhưng nếu như ngay cả nghênh chiến dũng khí đều không có, coi như lấy được cơ duyên thì có ích lợi gì. Tiêu Phàm âm vang hữu lực lời nói vang lên lần nữa. Vị này công tử, chúng ta cần làm thế nào? Một cái hắc bào trung niên nam tử mở miệng nói. Tại hạ kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm tự báo tính danh, cười cười nói, mọi người có thể có một khỏa không sợ chi tâm, ta tin tưởng, thần vương cảnh cự ly các ngươi không xa, về phần hiện tại, đương nhiên là rời đi nơi này, sau đó diệt Đế Huyết Thành Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ. Ý nghĩ này, Tiêu Phàm ngay từ đầu thì có, cũng chính là hắn cùng Thanh Minh nói, muốn làm thì phải làm lớn. Chỉ cần diệt Nguyệt Thiên Hạo cùng Huyền Nguyệt cổ vực đám người, Đế Huyết Thành liền sẽ chống đi một cái cửa thành, có 1/4 thành trì, đủ để cho Thiên Vũ vực tu sĩ đặt chân. Về phần Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực, nếu như có thể cùng nhau giết chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có bất luận cái gì tư tâm, sở dĩ làm như thế, cũng là vì cho Tu La Điện đám người mở đường. Không cần bao lâu, Tu La Điện khẳng định sẽ có liên tục không ngừng người chạy tới mảnh này giết chóc chiến trường, hắn cũng không muốn Tu La Điện tao ngộ cùng Thiên Vũ vực đám người một dạng. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tựa như đánh gà máu tươi, dù là Tiêu Phàm hiện tại nhường bọn họ đi cùng Huyền Nguyệt cổ vực lớn sát nhất trận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Tiêu Phàm lại là chạm đến là thôi, sau đó lấy ra một cái truyền tống khay ngọc, nhìn về phía đám người nói, mọi người trước rời đi nơi này, hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự kích hoạt truyền tống khay ngọc, một đạo truyền tống quang môn xuất hiện, ở Tiêu Phàm an bài xuống, Thiên Vũ vực tu sĩ nguyên một đám bước vào truyền tống quang môn. Chốc lát sau đó, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền cùng Thanh Dạ Vũ ba người. Tiêu Phàm cau mày nhìn về phía Thanh Mộc Tuyền nói, ngươi không đi. Ta muốn sát Nguyệt Thiên Hạo. Thanh Mộc Tuyền lắc lắc đầu, nàng cũng không có do dự Tiêu Phàm lời nói mà động dao động cái gì, chỉ muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo. Ta cam đoan, để ngươi tự tay giết chết Nguyệt Thiên Hạo, như thế nào? Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, kiếm công tử, không phải ta không tin tưởng ngươi, ngươi ân cứu mạng, ta chỉ có kiếp sau lại báo, nhưng Nguyệt Thiên Hạo nhất định phải chết. Thanh Mộc Tuyền vẫn như cũ lắc lắc đầu. Thanh Dạ Vũ, ngươi trước rời đi, nhưng Tiểu Bạch bọn họ sớm làm chuẩn bị, thuận tiện an bài tốt những người này. Tiêu Phàm biết rõ, mình là nói không động Thanh Mộc Tuyền, đành phải nhìn về phía Thanh Dạ Vũ. Kiếm công tử, ngươi cẩn thận. Thanh Dạ Vũ vốn định cự tuyệt, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia không cho phép phủ định ánh mắt lúc, cuối cùng gật gật đầu, bước vào quang môn. Nhìn thấy Thanh Dạ Vũ rời đi, Tiêu Phàm thu hồi truyền tống khay ngọc, lần này đến phiên Thanh Mộc Tuyền kinh ngạc, kiếm công tử, ngươi không rời đi. Ngươi nghĩ sát Nguyệt Thiên Hạo, ta bồi ngươi, thuận tiện chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Kiếm công tử, ngươi không cần vì ta dạng này, ta chỉ là tàn bại khu. Thanh Mộc Tuyền trong lòng cảm động, thậm chí nàng đang nghĩ, Tiêu Phàm có phải hay không coi trọng nàng. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân cũng đã mất đi hoàn mỹ nhất đồ vật, Thanh Mộc Tuyền cũng biết rõ, Tiêu Phàm không có khả năng để ý bản thân. Ta không phải vì ngươi, mà là chứng minh cho Thiên Vũ vực tất cả mọi người nhìn, kẻ yếu, cũng có tôn nghiêm, kẻ yếu, cũng có thể nhường cường giả thây nằm trăm vạn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, sát khí nặng nề nói, lập tức không còn để ý tới Thanh Mộc Tuyền, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến. Kẻ yếu, cũng có thể nhường cường giả thây nằm trăm vạn. Thanh Mộc Tuyền trong lòng lẩm bẩm Tiêu Phàm lời nói, lập tức cắn bờ môi, đi theo Tiêu Phàm đi xuống dưới. Công tử, ngài làm sao trở về? Tiêu Phàm cùng Thanh Mộc Tuyền vừa mới xuất hiện đại điện, đột nhiên đại điện bên ngoài truyền đến một đạo cung kính thanh âm, hai người nhìn nhau, Thanh Mộc Tuyền trên người bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ sát khí. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thanh Mộc Tuyền đột nhiên đạp không mà lên, không chút do dự hướng về cửa ra vào phóng đi, nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chương 2496, vô tận lửa giận. Đại điện bên ngoài, Nguyệt Thiên Hạo cau mày nhìn về phía cửa ra vào hai cái tu sĩ, hừ lạnh nói, làm sao, các ngươi muốn ngăn bản công tử hay sao? Ở bên cạnh hắn, còn đứng Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng, hai người trên mặt lộ ra cổ quái, Tử Dương Kinh Hồng thậm chí lộ ra một tia xem thường. Nguyệt Thiên Hạo đường đường Huyền Nguyệt cổ vực người, lại bị Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ ngăn cản bên ngoài, cái này xác thực không phải bình thường ném mặt mũi. Hai cái tu sĩ hơi hơi kinh ngạc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong đó một người lấy dũng khí nói, công tử, người trước đó không phải tiến vào sao? Đi vào, Nguyệt Thiên Hạo lông mày hơi nhíu, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngài còn mang theo cái kia Thanh Dạ Vũ tiến vào, cái kia tu sĩ lại khẳng định nói. Không được, Nguyệt Thiên Hạo nơi nào còn không biết, khẳng định có người giả mạo hắn, hắn vừa mới cùng Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng lại thương lượng như thế nào đối phó Tiêu Phàm sự tình, không nghĩ đến dĩ nhiên có người chui chỗ trống. Nguyệt Thiên Hạo không có bất luận cái gì chần chờ, lách mình hướng về đại điện bên trong phóng đi. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, đại điện cánh cửa bỗng nhiên nổ tung, một đạo kinh khủng khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, ở Nguyệt Thiên Hạo mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo bóng người vọt ra. Tiện nhân, ngươi làm sao đi ra? Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, đưa tay một chưởng nghênh đón, đáng sợ khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra. Oanh một tiếng nổ vang, Thanh Mộc Tuyền thân thể bỗng nhiên bị đánh bay, nàng mặc dù đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, có thể ở đâu là cổ thần cảnh đỉnh phong Nguyệt Thiên Hạo đối thủ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Thanh Mộc Tuyền thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Cũng liền ở lúc này, một đạo khắc hắc bào thân ảnh thoáng hiện mà ra, một cái khoan hậu bàn tay chống đỡ ở Thanh Mộc Tuyền phía sau lưng, nháy mắt tháo xuống cỗ kia lực lượng. Thanh Mộc Tuyền sắc mặt trắng bệch, lộ ra buồn bã tiếu dung, kiếm công tử, ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Nàng vốn định giết Nguyệt Thiên Hạo, lại bản thân kết thúc sinh mệnh, dầu gì, cũng phải cùng Nguyệt Thiên Hạo đồng quy vu tận. Thẳng đến hiện tại nàng rốt cục phát hiện, bản thân đánh giá quá cao mình, đừng nói một cái nàng, liền là 10 cái, cũng không phải Nguyệt Thiên Hạo đối thủ. Tiêu Phàm không có mở miệng, cuồn cuộn thần lực tràn vào Thanh Mộc Tuyền thể nội, giúp nàng chữa trị thương thế. Thanh Mộc Tuyền là một cái đáng thương người, Tiêu Phàm tất nhiên mang theo nàng lưu lại, tự nhiên sẽ không để cho nàng chết ở nơi này. Kiếm Hồng Trần, không nghĩ đến người dĩ nhiên coi trọng cái này phá hài. Người yêu thích, chỉ cần nói một tiếng liền tốt, cùng lắm thì ta đem cái này dưới khố đồ chơi đưa cho ngươi. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy Tiêu Phàm ôm lấy Thanh Mộc Tuyền, tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn mặc dù không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ, nhưng không ngại ác tâm một cái Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi nên thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Thanh Mộc Tuyền liền phẫn nộ quát, kiếm công tử, há lại ngươi có thể vũ nhục. Đối với Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền là phát ra từ nội tâm kính trọng, bản thân lưu lạc thành dạng này, Tiêu Phàm chẳng những không có xem thường nàng, ngược lại một mực trợ giúp nàng. Nàng quyết không cho phép người khác vũ nhục Tiêu Phàm danh dự, dù là không thèm đếm xỉa đầu này tính mệnh. Tiện nhân, liền nhanh như vậy che chở ngươi nam nhân. Nguyệt Thiên Hạo càn rỡ cười to, cười càng thêm không chút kiêng kỵ, kiếm Hồng Trần, làm ngươi nữ nhân ở dưới ta bên hầu hạ thời điểm, nhưng không có niệm đến tên ngươi a, hơn nữa, nàng một mực yên lặng hưởng thụ lấy, ngươi không biết nàng lúc kia có bao nhiêu thoải mái. Súc sinh không bằng đồ vật, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, sát tâm nổi lên. Trong khoảng thời gian này, hắn còn chưa bao giờ như thế muốn giết một người, Nguyệt Thiên Hạo không có chút nào nghi vấn là cái thứ nhất, hơn nữa hắn cũng đã thành công khích động Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Nguyệt Thiên Hạo, không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn lại nói, cũng để tránh hắn lại thi triển cái khác thủ đoạn. Tử Dương Kinh Hồng mặc dù rất giống Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng hắn càng lo lắng là sợ Tiêu Phàm chạy. Dù sao, Tiêu Phàm trong tay thế nhưng là có truyền tống khay ngọc, hắn nếu đào tẩu, có rất lớn thành công cơ hội. Ta đột nhiên phát hiện, nhưng hắn dạng này chết rồi, có chút tiện nghi hắn. Nguyệt Thiên Hạo nhe răng cười một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi nữ nhân, thẳng đến đem nàng đùa chơi chết mới thôi. Chết, Tiêu Phàm lên cơn giận dữ, hắn tính tình xem như không sai, có thể hôm nay, thật bị Nguyệt Thiên Hạo chọc giận, vô tận lửa giận cùng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ thấy hắn mang theo Thanh Mộc Tuyền thân thể lách mình mà ra, một chưởng hung hăng chụp về phía Nguyệt Thiên Hạo. Trích tinh chưởng, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, đi đến hắn bây giờ dạng này cảnh giới, thần vương cảnh phía dưới, bằng vào tốc độ mà nói, cũng đã hiếm có người là đối thủ của hắn. Dùng ta Nguyệt gia trích tinh thủ đến đối phó ta, thực sự là buồn cười. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói, hắn cũng đồng dạng đánh ra một chưởng, hai đạo chưởng cương ở hư không đồng thời nổ tung. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng sát chiêu đã tới, thanh thế kinh người, hai người càng là lấn người mà tiến, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, dù sao hắn còn muốn bảo hộ Thanh Mộc Tuyền an nguy, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc lui lại. Lưu Kim Tuế Nguyệt, Thần Vô Tâm đánh tới một chưởng, không cho Tiêu Phàm chạy trốn cơ hội, hư không dường như phát sinh động đất, dưới chân đại địa đều ở mãnh liệt run rẩy. Một kích này, không chỉ ẩn chứa thời gian thần thông lực lượng, hơn nữa còn hoàn mỹ giải thích cổ thần cảnh nhục thân cực hạn. Tiêu Phàm khuấy động vô tận chiến thể, chung quanh xuất hiện đầy trời kim sắc quang mưa, tựa như tinh thần đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, hắn đồng dạng một chưởng nghênh đón, cùng Thần Vô Tâm nắm đấm đâm vào cùng một chỗ, phát sinh một tiếng to lớn nổ vang, dường như kinh lôi hạ xuống đồng dạng, thanh thế cuồn cuộn. Nhục thân của hắn sớm đã đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, bức Thần Vô Tâm đều mạnh muốn cường hãn không ít, tự nhiên không sợ Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm bị một chưởng chấn động đến bay ngược mà ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể nội khí huyết khuấy động, suýt nữa chịu thiệt hại lớn. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, tràn đầy không thể tin, hắn thế nhưng là Tu La tộc, Tu La thần thể vô cùng cường hoành, dĩ nhiên không bằng Tiêu Phàm. Bất quá lúc này, Tử Dương Kinh Hồng từ hậu phương lên, khống chế một tòa to lớn linh lung tháp, chính là Kinh Hồng Linh Tháp, uy thế kinh người, từ hư không trấn áp mà xuống. Một kích này, nếu là rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắn và Thanh Mộc Tuyền đoán chừng đều muốn bị chấn thành thịt nát. Oanh, Tiêu Phàm chung quanh hư không kém chút nổ tung, quỷ dị là, Kinh Hồng Linh Tháp tốc độ lại chậm lại, chỉ thấy chung quanh cái kia kim sắc quang mưa, dung hợp thành một đạo bình chướng, cản trở Kinh Hồng Linh Tháp đánh giết. Không gian chi lực, Tử Dương Kinh Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm chung quanh hư không, trong lòng 10 phần không bình tĩnh. Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, hắn vô tận chiến thể rút lấy Vũ Văn Tiên huyết dịch, mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ tinh thần thiên thể lực lượng, nhưng là, cũng có thể kích phát ra tinh thần thiên thể thần thông, tự nhiên nắm giữ cường đại không gian chi lực, chỉ là bình thường Tiêu Phàm không cơ hội thi triển mà thôi. Không gian chi lực lại như thế nào, cũng ngăn không được ta Kinh Hồng Linh Tháp đánh giết. Tử Dương Kinh Hồng gầm thét, ngửa mặt lên trời nộ khiếu nói, Thần Vô Tâm, Nguyệt Thiên Hạo, cho ta ngăn chặn hắn, ta làm thịt hắn. Tốt, hai người mặc dù khó chịu Tử Dương Kinh Hồng ngữ khí, nhưng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, điểm ấy khó chịu lại tính cái gì đâu. Kiếm công tử, không cần phải để ý đến ta, người đi mau. Thanh Mộc Tuyền khóc lên, nàng tuyệt đối không nghĩ đến, một cái lạ lẫm nam tử, vậy mà sẽ có vẻ như bảo hộ nàng cái này bị người trà đạp nữ tử. Tất nhiên nói chứng minh cho ngươi xem, vậy liền nói lời phải tín lời. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, mặc dù lấy một địch ba, nhưng bây giờ còn ở hắn phạm vi chịu đựng lực lượng. Ta không muốn ngươi chứng minh, ta không đáng giá ngươi làm như vậy a. Thanh Mộc Tuyền hai mắt đỏ bừng, nước mắt lại cũng không nhịn được chảy đi ra. Chương 2497, lấy một địch ba. Ở Thanh Mộc Tuyền nhìn đến, bản thân chỉ là tàn hoa bại liễu, liền chính nàng đều xem thường bản thân, lại dựa vào cái gì nhường Tiêu Phàm bốc lên tính mệnh bảo hộ bản thân đây. Nguyên bản nàng coi chính mình lại cũng sẽ không lưu nước mắt. Nguyên bản nàng coi chính mình lại cũng sẽ không khám bệnh tính mạng mình. Nguyên bản nàng coi là cái thế giới này lại không sắc thái. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, cái thế giới này vẫn như cũ trói lọi yêu kiều, sinh mệnh là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, nước mắt chỉ vì cái kia cảm động mà chảy. Người ta đều là Thiên Vũ vực người, không phải sao? Nam nhân nói ra lời, thì đi tuân thủ, cái này gọi là hứa hẹn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hứa hẹn, vẻn vẹn hứa hẹn sao? Thanh Mộc Tuyền nội tâm một lần lại một lần hỏi bản thân, đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra sán lạn tiếu dung, khẳng định nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta muốn sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng cười, sau đó băng lãnh con người đảo qua Nguyệt Thiên Hạo, hắn tội ác, không tất yếu nhường mạng ngươi tới cứu chuộc, chỉ có dùng chính hắn huyết, đến từng lần một cọ rửa. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không cảm thấy Thanh Mộc Tuyền là một cái sỉ nhục, nữ nhân này, ngược lại đáng giá hắn tôn kính. Ở loại này tình huống dưới, có thể kiên cường sống sót, người như vậy, liền đáng giá hắn đi bảo hộ. Tốt một đôi chó nam nữ, hiện tại còn ở liếc mắt đưa tình, hiện tại ta thành toàn các ngươi, nhưng các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Nguyệt Thiên Hạo nộ khiếu, đưa tay vung lên, một đạo đáng sợ lợi mang bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, đó là một đầu hắc sắc đại hà, nước sông chính là vô số sương mù tổ thành, phát ra vô tận ăn mòn chi khí. Minh Hà, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bị cỗ kia khí thế sở kinh, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Kiếm công tử, Nguyệt Thiên Hạo tu luyện là cửu khúc minh âm công, muốn áp dụng 9981 nguyên âm chi nữ, hơn nữa nhất định phải đầy đủ 9 loại thuộc tính, mới có thể đại thành. Thanh Mộc Tuyền vội vàng cấp Tiêu Phàm nói ra, cửu khúc minh âm công sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thận trọng, hắn nhớ kỹ cửu khúc minh âm công mấy chữ này, đã từng ở nơi đó nghe nói qua, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần nhanh chóng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm lên. Một cái ý niệm trong đầu thời gian, Tiêu Phàm liền ở trong tu la truyền thừa tìm được liên quan tới cửu khúc minh âm công một chút tin tức. Chính như Thanh Mộc Tuyền nói, loại này công pháp 10 phần tà ác, cần 9981 nữ nhân nguyên âm chi khí, hơn nữa nhất định phải tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám 9 loại thuộc tính nguyên âm chi khí, mới có thể đột phá. Một khi tu luyện tới đại thành, liền sẽ tự động lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nhất cử đột phá thần vương cảnh. Loại này công pháp mặc dù tà ác, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận nó bá đạo, người bình thường căn bản không phải tu luyện loại này công pháp đối thủ. Nguyệt Thiên Hạo cũng đã ngưng luyện ra một đầu minh hà, cái kia ăn mòn chi khí, liền đủ để gạt bỏ bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thần vương cường giả. Bất quá, loại này công pháp cũng có một cái nhược điểm chí mạng, kết quả là khả năng vì người khác làm áo cưới. Biết rõ ràng bên trong tất cả, Tiêu Phàm đột nhiên thận trọng nhìn xem Thanh Mộc Tuyền nói, Thanh Mộc Tuyền, người có thể nguyện ý gia nhập Tu La Điện. Ta nguyện ý, Thanh Mộc Tuyền không chút do dự gật gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi phong ngươi làm đệ tam Diêm La Điện phó điện chủ, bản điện chủ đưa ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, Tu La Điện, điện chủ. Tiêu Phàm thanh âm không nhỏ, nơi xa Thần Vô Tâm nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hãi, ngươi là Tiêu Phàm. Lời vừa ra khỏi miệng, Thần Vô Tâm thì có chút hối hận, bởi vì Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ một khối bách sát đế lệnh a, hơn nữa còn có cái kia thế giới bí mật. Nếu để cho Nguyệt Thiên Hạo cùng Tử Dương Kinh Hồng bọn họ biết rõ, vậy mình cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm, Nguyệt Thiên Hạo cũng nháy mắt nhớ tới cái gì, lạnh giọng nói, Thiên Vũ vực Tiêu Phàm. Tốt a, người dĩ nhiên cũng tiến nhập bách sát chiến trường. Nguyệt Thiên Hạo nghĩ không ra, Tiêu Phàm là như thế nào tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có Thần Vô Tâm rõ ràng, Tiêu Phàm một mình nắm giữ một khối bách sát đế lệnh. Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền cũng là kinh ngạc nhìn xem ôm lấy bản thân cái này nam nhân, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiêu Phàm, cái tên này nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vài ngày trước, lấy lực lượng một người, đánh bại Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người, vì Thiên Võ Thần Sơn tranh đoạt tiến vào bách sát chiến trường tư cách. Sau đó lại cùng Thiên Võ Phong trở mặt, cùng một cái thuộc hạ tàn sát Thiên Võ Phong lục ra vô số tu sĩ, cuối cùng thành công đào tẩu. Thanh Mộc Tuyền đã từng coi là, bản thân không có khả năng gặp lại Tiêu Phàm, dù sao, các nàng tiến vào bách sát chiến trường, Tiêu Phàm lại là không có khả năng. Có thể nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng tiến nhập nơi này, hơn nữa còn biến như thế cường đại. Tiêu Phàm là ta hảo hữu, cũng là Tu La Điện điện chủ, bản tọa chính là Tu La Điện phó điện chủ, Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng thầm nói không tốt, bản thân kém chút bại lộ thân phận. Quản ngươi là cái gì Tu La Điện điện chủ vẫn là phó điện chủ, dù sao ngươi đều phải chết. Nguyệt Thiên Hạo sát khí nặng nề nói, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đối phó điện chủ. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói, Thanh Mộc Tuyền, ngươi trước đi, ta cam đoan, cho ngươi đi Nguyệt Thiên Hạo trên cổ đầu người. La Kiếm, phó điện chủ. Thanh Mộc Tuyền trở nên hoảng hốt, nàng cũng không biết trước mắt người đến cùng có phải hay không Tiêu Phàm, bất quá nàng không muốn ở nơi này bên trong kéo Tiêu Phàm chân sau. Lấy ta trên cổ đầu người, liền bằng ngươi, cho dù Tiêu Phàm ở chỗ này, ta cũng giết không tha. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói, cuồn cuộn minh hà điên cuồng rảo sát lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, đối mặt ba người, vẫn như cũ thành thạo. Vạn Trường Hồng Trần, đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, đưa tay vung lên, vô số hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ, chung quanh không gian bỗng nhiên biến vô cùng chậm chạp. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống khay ngọc, nhanh chóng bóp ra pháp quyết thôi động, một đạo quang môn phù hiện. Nhớ kỹ, bên kia chuẩn bị xong, nhớ kỹ truyền tin cho ta. Tiêu Phàm cho Thanh Mộc Tuyền truyền âm nói, không đợi Thanh Mộc Tuyền phản ứng, Tiêu Phàm một chưởng đem nàng đưa vào truyền tống quang môn. Làm màn sáng quan bế một sát na kia, Nguyệt Thiên Hạo Minh Hà cùng Tử Dương Kinh Hồng Linh Tháp nhao nhao chấn áp mà tới, Tiêu Phàm còn không kịp thu hồi truyền tống khay ngọc liền bị nát thành bột mịn. Tiểu tử, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu truyền tống khay ngọc. Tử Dương Kinh Hồng sát khí bừng bừng nói, truyền tống khay ngọc, Tiêu Phàm tự nhiên là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, chỉ là hắn bây giờ lại không chuẩn bị đi, đưa đi Thanh Mộc Tuyền, hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Bất quá, Tiêu Phàm không có chủ quan, ba người này đều không tầm thường, ẩn ẩn mang cho hắn từng tia khí tức nguy hiểm, cho dù là thần vương tiền kỳ, đoán chừng cũng có thể bị ba người vây khốn. Tử khí đông lai, Tử Dương Kinh Hồng nộ khiếu, từng đạo tử sắc sương mù từ trên người hắn tràn ra, tràn đầy cực kỳ khí tức nguy hiểm, liền hư không đều nổ vang liên tục. Minh Hà Thiên Hạ, Nguyệt Thiên Hạo cũng là hét lớn một tiếng, Minh Hà hóa thành một đầu hắc sắc trường long, mở ra bồn máu miệng lớn, thôn thiên phệ địa, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm kinh ngạc, hai người này rốt cục vận dụng sát chiêu, cái này khí thế, quá mức kinh người, so Lôi Viêm Vương đều mạnh hơn. Tuế Nguyệt Cổ Đăng, Vĩnh Hằng Không Gian. Lúc này, Thần Vô Tâm trong tay cũng xuất hiện một trận chiến thanh đồng cổ đăng, phía trên bấc đèn phát ra yếu ớt quang mang, có thể quỷ dị là, bấc đèn quang mang chiếu xạ địa phương, dĩ nhiên toàn bộ bị phong tỏa. Tiêu Phàm quanh thân kim sắc quang mưa cùng với va chạm, dĩ nhiên ẩn ẩn không địch lại, chậm rãi đứt đoạn đến. Thật là lợi hại pháp bảo, dĩ nhiên có thể định trụ hư không. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, những người này quả nhiên không hổ là cổ vực đỉnh cấp thiên tài, không có một cái là đèn cạn dầu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, thân thể phồng lên, nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đồng thời hét lớn một tiếng vang lên. Thần thông, ngự, chương 2498, dương danh huyết đế thành. Ầm ầm, đáng sợ nổ vang truyền khắp bốn phía, hư không rốt cuộc vững chắc không được, bắt đầu nhao nhao băng tán, đáng sợ uy áp hướng về bốn phía mãnh liệt. Cách đó không xa cái kia Huyền Nguyệt cổ vực hai cái tu sĩ, trực tiếp bị cỗ này lực lượng đánh nát, đại điện cũng nháy mắt hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Đáng sợ tiếng vang, kinh động đến Đế Huyết Thành vô số tu sĩ, rất nhiều người nhao nhao hướng về nơi đây chạy đến. Chỉ là cái kia không gian, cũng đã bạo loạn một đoàn, hơn nữa hắc khí cuồn cuộn, đoàn người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Bạo loạn không gian bên trong, Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, lấy một địch ba, giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút nào giữ lại phát huy ra thần thông ngự toàn bộ uy năng. Trên trăm hắc sắc vòng xoáy rảo sát lấy bốn phía, dù là Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo ba người toàn lực xuất thủ, cũng không đến gần được mảy may. Từ khi thôn vệ cái kia bảy mai pháp tắc toái phiến sau đó, thần thông ngự hắc sắc vòng xoáy uy năng tăng vọt, cũng đã vượt xa bình thường thần thông phạm trù. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí, hắc sắc vòng xoáy còn hàm chứa từng tia thời gian chi lực. Tiêu Phàm giác tỉnh Vạn Trượng Hồng Trần thần thông, cũng là bởi vì luyện hóa cái kia pháp tắc toái phiến duyên cớ. Làm sao sẽ, hắn dĩ nhiên mạnh như vậy? Tử Dương Kinh Hồng kinh hãi nói. Trước đó cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn một mực coi là Tiêu Phàm thực lực cùng hắn tương xứng, bọn họ ba người hợp lực, muốn giết chết Tiêu Phàm, dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Tiêu Phàm thực lực, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, ba người hợp lực, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Toàn lực giết hắn, Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, hắn liền không tin tà, bản thân cổ vực thiên tài, còn giết không chết một cái thiên vũ vực tu sĩ. Bảo, cũng liền ở lúc này, trong hư không một tiếng quát lớn truyền ra, lại là Tiêu Phàm thúc sục trên trăm hắc sắc vòng xoáy nổ tung. Rầm rầm rầm, hư không kinh lôi không dứt, đáng sợ hắc sắc vòng xoáy toàn bộ đều nổ tung, vô tận hắc sắc phong nhận rảo sát lấy hư không, cỗ kia phong bạo càng là giống như sóng biển đồng dạng mãnh liệt tứ phương, đáng sợ đến cực điểm. Phốc phốc, Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo ba người toàn bộ đều bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem trong hư không. Là Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ lại bị đánh bay. Trời ạ, bọn họ là đang với ai chiến đấu, chẳng lẽ là Đế Huyết Thành trưởng lão, thần vương cảnh cường giả sao? 89 phần 10 là, bọn họ thế nhưng là tam đại cổ vực đỉnh tiêm thiên tài, hơn nữa đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể làm cho bọn họ ba người liên thủ, cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả. Đoàn người nhìn thấy Thần Vô Tâm ba người lúc, một trận tâm cảnh, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem không chung. Bọn họ muốn biết rõ, ba người rốt cuộc là với ai đang chiến đấu, làm sao như thế thanh thế cuồn cuộn. Chốc lát sau đó, phiến kia hắc ám không gian bại lộ đi ra, lại là một cái hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem Thần Vô Tâm ba người. Hắn mái tóc đen dài trong gió bay lên, trên người phồng lên lấy khoáng thế bể nghệ khí thế, bá tuyệt hoàn vũ. Hắn đứng ở đó, giống hệt thần ma giáng lâm, cho người không dám nhìn thẳng. Là hắn, giết Tử Dương Kinh Vân người kia, có người nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm thân phận, không khỏi hít một hơi lạnh. Nghe nói hắn gọi Kiếm Hồng Trần, đến từ Thiên Vũ vực, không biết thật giả. Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng, những người khác nghe vậy, toàn bộ đều một trận kinh ngạc. Thiên Vũ vực, mở cái gì nói đùa, Thiên Vũ vực chẳng qua là một cái tiểu địa vực mà thôi, liền thần vương cảnh đều không có mấy cái, làm sao nắm giữ mạnh như thế tuyệt thiên tài. Có lẽ, cũng chỉ có Vạn La đế vực mới có thể bồi dưỡng ra như vậy đáng sợ nhân vật a. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa mới tự bạo hắc sắc vòng xoáy, hắn cũng nhận lấy có chút phản phệ, bất quá, điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói, cũng không tính cái đại sự gì. Cổ vực đỉnh tiêm thiên tài, không ngoài như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo nói, cuối cùng băng lãnh con người rơi vào Nguyệt Thiên Hạo trên người. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, giờ phút này, không có người nào ở cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại. Lấy lực lượng một người, đẩy lui tam đại đỉnh tiêm thiên tài, cũng chỉ có hắn dạng này nhân vật, có xem thường cổ vực thiên tài tư cách. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, trong không khí bị một loại ngột ngạt bầu không khí tràn ngập, đoàn người liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hôm nay, người tài kiếp khó thoát, Nguyệt Thiên Hạo trong mắt lộ ra vẻ hung ác, Tiêu Phàm cường đại hắn đã thấy qua, chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Phải biết, Tiêu Phàm vẫn chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, liền đã có thể đẩy lui bọn họ ba người, nếu là làm tiếp đột phá, ba người lại còn lại là đối thủ của hắn. Người như vậy, tuyệt đối không thể ở lâu, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến a, người Nguyệt Thiên Hạo, ta giết định. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, hóa thành chớp lóe phóng tới Nguyệt Thiên Hạo. Vừa mới một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đại khái nhận thức được ba người thực lực, Thần Vô Tâm cùng Tử Dương kinh hãi hai người này không phải dễ giết như vậy, Nguyệt Thiên Hạo lại là tương đối dễ dàng một chút. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, nếu thực sự là ở Đế Huyết Thành giết người, đoán chừng những cái kia thần vương cảnh lão bất tử sẽ ngồi không yên. Giết, Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, Minh Hà lần nữa xuất hiện, bảo hộ ở hắn quanh thân, trong tay xuất hiện một chiếc gương cổ, chán phóng đáng sợ quang hoa. Ở nơi này quang hoa chiếu xuống, Minh Hà uy năng tăng vọt, nháy mắt cường đại gấp mấy lần. Đây là Nguyệt gia thần Nguyệt cổ kính, có người kêu sợ hãi xuất sinh, kinh ngạc nhìn xem không chung, nhận ra Nguyệt Thiên Hạo trong tay cổ kính lai lịch. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này cổ kính cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, Nguyệt Thiên Hạo quả nhiên không hổ là cổ vực đệ tử, dĩ nhiên cũng nắm giữ như thế đáng sợ pháp bảo. Bất quá, hắn vẫn như cũ không chỗ nào e ngại, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái, hung hăng hướng về Nguyệt Thiên Hạo nổi giận chém mà xuống. Mấy tức trước đó, Đế Huyết Thành trung ương nhất một tòa phủ đệ, một cái hắc bào lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, quát khẽ nói, chuyện gì xảy ra, ai dám ở Đế Huyết Thành động thủ. Hướng lão, cái kia tiểu tử cùng Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo đánh nhau. Lúc này, một đạo hôi bào thân ảnh đi vào đại điện, thần sắc hơi hơi kích động. Kiếm Hồng Trần, hắc bào lão giả thử hỏi, hắn thông qua quân công điện, đã biết rồi Tiêu Phàm danh tự. Dù sao, trước đó Nguyệt Thiên Hạo ba người vây công Thiên Vũ vực tu sĩ, náo ra động tĩnh không nhỏ, chỉ là không ai tử vong, hắn cũng trợn một con mắt bế một con mắt. Lão Vu, hắn không phải trốn sao? Hướng lão lông mày hơi nhíu nói, không biết nguyên nhân gì, hắn lại trở về. Hồi bào lão giả đắng chát cười nói, đi nhìn xem, lão hủ cũng phải nhìn xem, những cái này cổ vực thiên tài, đi đến cái tình trạng gì. Hướng lão lách mình rời đi đại điện, xuất hiện trên bầu trời, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Hắn vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm một kiếm chém về phía Nguyệt Thiên Hạo một màn, lông mày không khỏi khóa chặt lên. Nhớ kỹ, ta tên Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, Tu La kiếm chán phóng cuồn cuộn sát quang, thiên khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ chân trời. Thật đáng sợ sát khí. Đoàn người kinh hãi vô cùng, Tu La kiếm nở rộ sát khí, nhưng bọn họ đều cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Hắn gọi Kiếm Hồng Trần. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhớ kỹ ở cái tên này. Người ở đây đều biết rõ, hôm nay sau đó, Tiêu Phàm tên, nhất định truyền khắp Đế Huyết Thành. Ta có Thần Nguyệt Cổ Kính ở, người không làm gì được ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Nguyệt Thiên Hạo cực lực thúc giục Thần Nguyệt Cổ Kính, cuồn cuộn minh hà cuồng quyển mà lên, giống như vô tận hải sóng băng đằng, uy thế kinh thiên. Phá, Tiêu Phàm căn bản không chỗ nào e ngại, trong tay Tu La kiếm bỗng rung rung, tựa như cùng Tiêu Phàm hòa thành một thể, vô cùng vô tận kiếm thế phá không mà ra, muốn chảm diệt tất cả. Chương 2499, ta có một kiếm, không sợ thiên hạ. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại cái kia một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, cái khác tất cả mọi thứ, ở nơi này dưới ánh sáng đều lộ ra ảm đạm phai mờ, không thể cùng tranh tài. Một kiếm này, chỉ có dùng đáng sợ đến hình dung. Cho dù là trời ngăn cản ở tại trước mặt, đều có thể một kiếm chảm diệt. Bốn phía tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thậm chí, có không ít cầm kiếm tu sĩ, đột nhiên phát hiện trong tay trường kiếm run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghe bản thân sai sử. Vương giả chi kiếm, không, khả năng cũng đã siêu việt vương giả. Có người run rẩy mở miệng, khó nén trong lòng rung động cùng sợ hãi. Nguyệt Thiên Hạo cảm nhận được cỗ kia khí thế, cũng là có chút hãi hùng khiếp vía, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, toàn lực thúc động trong tay Thần Nguyệt Cổ Kính. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, khống chế minh hà hóa thành một đầu hắc long, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi, phát ra uy áp kinh khủng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đoàn người ẩn ẩn nghe được một trận tiếng long ngâm, đen kịt minh hà, liền tựa như một đầu thần long, uy thế ngập trời. Ngươi chính là phải chết. Nguyệt Thiên Hạo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nắm giữ Thần Nguyệt Cổ Kính, hắn tự tin bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, đáng sợ va chạm vang lên, Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm rốt cục xông vào minh hà, cùng minh hà kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều bạo động lên. Đoàn người cũng đã nhìn không thấy bên trong tất cả, chỉ có thể nhìn thấy hắc sắc minh hà, có một đạo huyết sắc chớp lóe, ở cực tốc tới gần. Ai có thể thắng? Nếu như dứt bỏ pháp bảo mà nói, ta cho rằng Kiếm Hồng Trần khả năng thắng, dù sao hắn trước đó lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, bất quá, Nguyệt Thiên Hạo nắm giữ Thần Nguyệt Cổ Kính liền khó mà nói. Đúng vậy a, Thần Nguyệt Cổ Kính, cũng không phải phổ thông pháp bảo, đây chính là đế binh, đã từng đại đế cường giả ra chỉ luyện hóa pháp bảo. Đoàn người cũng bị cái kia đáng sợ tiếng va chạm cho khiếp sợ đến, bậc này tầng thứ chiến đấu, bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng hai người trong lúc nhất thời cũng quên xuất thủ, bọn họ coi như xuất thủ, cũng không biết như thế nào xuất thủ. Bậc này tầng thứ chiến đấu, nếu như hỗn chiến mà nói, cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong, hơn nữa còn khả năng ngộ thương. Hai người chiếm cứ hai cái phương hướng, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia bạo loạn hư không, vô luận ai thắng ai thua, đối với hai người tới nói đều là sự tình tốt. Hơn nữa, bọn họ đang chờ một cái cơ hội, vô luận là Tiêu Phàm giết Nguyệt Thiên Hạo, vẫn là Nguyệt Thiên Hạo giết Tiêu Phàm, bọn họ đều sẽ đem sống sót người kia giết chết. Hắc sắc bạo loạn không gian bên trong, Tiêu Phàm một kiếm hung hăng chạm ở trong tay Nguyệt Thiên Hạo Thần Nguyệt Cổ Kính, vô tận kiếm khí cùng quang mang lẫn nhau lôi xé. Cuồng bạo thần lực ba động lay động hai người y phục, tóc dài ở không trung bay lên, giống như tuyệt thế thần ma. Đáng sợ, nếu như khiến người khác nhìn thấy, đoán chừng chỉ có thể dùng hai chữ này đến hình dung. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, bản công tử không thể không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi không biết như thế nào vương tộc nội tình, cổ vực nội tình. Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to nói, hắn thực lực không bằng Tiêu Phàm, có thể dựa vào Thần Nguyệt Cổ Kính, quả thực là đối phó Tiêu Phàm công kích, cùng Tiêu Phàm tương đương nhau, đây chính là cổ vực nội tình, vương tộc nội tình. Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia, tồn tại vô số tuế nguyệt, tự nhiên có hắn đạo lý. Ở trong vô số tuế nguyệt, Nguyệt gia không biết ra đời bao nhiêu thần vương cường giả, thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn, cái này có thể xa xa không phải Thiên Vũ vực có thể so sánh. huống chi Tiêu Phàm chỉ là một cái Thiên Vũ vực tam lưu thế lực tiểu tử đây. Cùng vương tộc nội tình so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như hắn nắm giữ vô số tài nguyên, há lại sẽ chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng đã sớm đột phá đến thần vương cảnh, thậm chí đại đế cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không tự coi nhẹ mình, từ một cái người bình thường, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hắn không có đi bất luận cái gì đường tắt, mà là một bước một cái dấu chân đi tới. Nội tình không bằng vương tộc, nhưng hắn thiên phú và căn cơ, lại tự tin không thể so với bất kỳ một cái nào vương tộc thiên tài yếu. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi biết rõ sợ hãi, gắn liền với thời gian còn không muộn, chỉ cần ngươi thần phục với bản công tử có lẽ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Nguyệt Thiên Hạo tức khắc cười lạnh nói, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây. Bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, thật không biết ngươi cái nào đến tự tin. Vương tộc lại như thế nào? Cổ vực lại như thế nào? Ngươi Nguyệt gia cũng không phải sinh ra chính là vương giả. Ngươi Nguyệt Thiên Hạo cũng chỉ là sống ở ngươi Nguyệt gia tổ ấm phía dưới mà thôi, bỏ đi những cái này, ngươi lại tính thứ gì, ta giết ngươi giống như heo chó. Giết ta như giết heo chó, bản công tử cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, như thế nào vương tộc nội tình. Ta có một kiếm, không sợ thiên hạ. Tiêu Phàm đạm nhiên tự nhiên, Tu La kiếm nhấc lên, đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, đem Nguyệt Thiên Hạo trong tay thần Nguyệt cổ kính đẩy lui, sau đó trường kiếm kéo kiếm hoa, một kiếm hướng về Nguyệt Thiên Hạo trên cổ gọt đi. Nguyệt Thiên Hạo con người hơi hơi co rụt lại, vội vàng chân đạp bộ pháp lui lại, đồng thời thần Nguyệt cổ kính chán phóng lợi mang, khóa được Tiêu Phàm. Phốc, cũng liền ở lúc này, Nguyệt Thiên Hạo chỉ cảm giác hậu tâm mát lạnh, thẳng đến sau lưng của hắn, đột nhiên một đạo hàn mang đâm tới, không chờ hắn kịp phản ứng, hắn một cánh tay cũng đã đánh bay mà lên, thần Nguyệt cổ kính cũng thoát ly hắn trưởng khống. Đồng thời, thần Nguyệt cổ kính nở rộ lợi mang, cũng nháy mắt giết đến Tiêu Phàm lồng ngực, Tiêu Phàm khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Tiêu Phàm không có quan tâm trên người thương thế, dưới chân đạp mạnh, nháy mắt đem thần Nguyệt cổ kính bắt ở trong tay, ý niệm khẽ động, một đạo hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, nháy mắt nuốt sống thần Nguyệt cổ kính. Hỗn trướng, Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời nộ khiếu, phiền muộn kém chút thổ huyết. Một màn này biết bao quen thuộc a, lần trước, Hoàng phủ Hoàng Tiêu Định Hư Đỉnh, có vẻ như cũng là dạng này bị Tiêu Phàm cướp đi. Hắn không nghĩ đến, loại này sự tình dĩ nhiên phát sinh trên người mình, thần Nguyệt cổ kính trực tiếp bị đoạt đi. Phải biết, đây chính là đế binh a, hắn gia tộc vì bảo hộ hắn an nguy, cố ý đem thần Nguyệt cổ kính cho hắn dùng một lát, nhưng bây giờ lại bị người tranh đoạt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đưa tay một chưởng hướng về sau lưng đánh tới, lại là nhìn thấy một cái khác kiếm Hồng Trần xuất hiện. Phân thân, Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ thời khắc, một bàn tay đem Tiêu Phàm linh hồn phân thân đánh nát, sau đó muốn đi đoạt lại bản thân tay cụt, có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn như ý. Tu La kiếm vung lên, đầy trời kiếm khí nộ khiếu, Nguyệt Thiên Hạo tay cụt ở hư không bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số xương máu thôn phệ. Nguyệt Thiên Hạo, đa tạ ngươi đế binh. Tiêu Phàm cười to một tiếng, lấn người mà tiến, lần nữa hướng về Nguyệt Thiên Hạo đánh tới. Bất quá vừa mới phóng ra một bước, hắn liền ngừng thân hình, bỗng nhiên phun ra hai cái hắc huyết. Kiếm Hồng Trần, người đã bị thần Nguyệt cổ kính gây thương tích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Thiên Hạo vốn nghĩ đến, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch bộ dáng, tức khắc lại lấy lại tinh thần. Phất tay, Minh Hà bỗng nhiên biến mất, tức khắc bại lộ ra bên trong tất cả, vô số song ánh mắt nháy mắt rơi vào hai người trên người. Tiêu Phàm nhìn thấy, sắc mặt đại biến, không chút do dự chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm liền cũng đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Nhanh, hắn bị thương, đuổi theo giết hắn. Nguyệt Thiên Hạo lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, không chút do dự đuổi theo, chỉ có một đạo thanh âm vang lên, Huyền Thiên cổ vực người, cùng bản công tử đến. Tử Dương cổ vực người, theo ta đi. Tử Dương Kinh Hồng nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, gầm thét một tiếng cũng vội vàng đi theo. Theo ta đi, thần Vô Tâm sát khí nặng nề phun ra một câu, mang theo 6 người biến mất ở nguyên chỗ. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.